trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Bình luận là nó hơi bị mờ, cái chất lượng mạng hơi mờ, không biết là bây giờ hồi nãy là em đi diễn, hồi nãy là em đi diễn ở ngoài đình, em vừa đi diễn về cho nên bây giờ lên live cả nhà mình. Em chào chị Như Thanh, em chào chị Như Thanh, em chào chị Vân Anh Tuấn, Nguyễn Trang, Như Thanh, Lương Tuấn, Trần Thị Minh, Tâm Thanh. Vâng ạ,
Tâm An, Tâm Thanh. À, chị Mai Đoàn, hai chị em hát hay quá. Dạ em cảm ơn chị Mai Đoàn nhé, em cảm ơn cả nhà mình nhé. Và cả nhà mình ơi, cả nhà mình ok, âm thanh ok đúng không ạ? Âm thanh ok, bởi vì hôm nay em mới Hà lên cũng muộn một tí là bởi vì em mới Hà vừa đi diễn về, vừa đi hát ở ngoài đình về cả nhà mình ạ. Hôm nay là ngày tiệc làng em và ngày mai là tiệc làng chính. Ngày mai là ngày tiệc làng chính, là ngày 8 tháng 3 âm lịch, tức là cái tiệc của làng em á, nó gần gần với cái tiệc của lễ tổ dỗ tổ Hùng Vương. Chính vì vậy mà luôn luôn là những cái ngày như thế này là bên em sẽ có một cái lễ hội rất là lớn ở cùng của làng. Chính vì vậy mà mình ra mình góp vui, đi diễn mà không được tiền, đi diễn mà không cắt xê mà phải xin hát cả nhà mình ạ. Em chào anh Bạch Long Mã nhá, em chào anh Đại Bạch Long Mã, em chào chị Ánh Nguyễn, em chào chị Như Quỳnh, ok rồi đúng không ạ? Cô chú anh chị mình kiểm tra âm thanh thì ok rồi đúng không ạ? Hai bạn dễ thương hát hay, Thái Ngọc Hiệp, yêu cả hai chị, yêu cả em Ngọc Hiệp nhá. Chân trời xa vắng, vâng, em cảm ơn cả nhà mình nhá. Và một bài hát tiếp theo gửi tặng cả nhà mình nhá, gửi tặng cả nhà mình một bài hát tiếp theo. Hát bài vui hay buồn cả nhà mình? Vui hay buồn nào? Buồn hay vui nào? Chị Lương Tuấn Trần, Lương Tuấn Trần, hai bạn hát hay lắm. Chị Tâm An hát bài Rước Tàu Về Quê Hương. Bài đấy thì em song ca, phải có một người hát cùng. Em chào anh Nguyễn Nhật Trung nhé, em chào chị Hồ Hằng, hát đi chị. Là song ca Lam Lũ. Đúng rồi, bài đấy là bài song ca Lê Thu Hường. Vâng, em chào chị Thúy Huyền, em chào chị Hồ Hằng. À, chị chào Hồ Hằng. Vâng ạ, và cả nhà mình ơi, âm thanh ok rồi đúng không ạ? Cả nhà mình vào đông để Hằng Hà hát tiếp nhá. Vào đông để Hằng Hà hát tiếp tặng cả nhà mình vui đi đúng không ạ? Anh Thành Trung, Phạm Thành Trung vui đi đúng không ạ? Đúng rồi, tiệc làng và cuộc đời nó vui thì mình sẽ hát những bài vui. Vui, hai chị em ơi, ok. Vui là số 2 nhá. À, hay mà hai cô nương, dạ em cảm ơn anh Bạch Long Mã nhá. Em cảm ơn anh Long. Em cảm ơn anh Long ạ. Em cảm ơn anh Long. Em chào, xin chào Vi Hoàng, xin chào Huyền Trang. Chào chị Thắm, chào chị My, chào anh Hùng. Chào tất cả cô chú anh chị nhà mình nhé, 500.000 cô chú anh chị đang coi livestream của Thanh Hằng Thanh Hà. Em chào chị Thúy Nghiêm nhé, chào chị Thúy Nghiêm và cô chú anh chị nhà mình ơi, mình nhớ chia sẻ livestream này giúp Thanh Hằng Thanh Hà nhé. Em chào anh Trần Quang nhé, chào hát hồn quê đi hai bạn. Hồn quê ạ? À? Chơi luôn, hồn quê cũng vui mà, đúng không? Hồn quê cũng vui đúng không cả nhà mình, hồn quê cũng vui mà. Sao bà đánh cái má nhỉ? Xin chào Kim Bờm ạ. À. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, mình nhớ chia sẻ livestream này giúp Thanh Hằng Thanh Hà nhé. Để Thanh Hằng Thanh Hà sẽ tìm bài nhé. Bài đấy là bài gì nhỉ? Hồn quê đúng không? Lâu lắm không hát bài này luôn đấy. Xin chào anh chú Minh Quang, xin chào Huyền Nguyễn, xin chào Việt Cử. Vâng, cảm ơn cả nhà mình thật sự là rất là vui, rất là hạnh phúc khi mỗi một lần lên live á, được cô chú anh chị nhà mình ủng hộ, cổ vũ rất là nhiệt tình. Đó, cả nhà mình thấy Hằng Hà cắt mắt được 25 ngày cả nhà mình ơi, 25 ngày khi mà trang điểm lên nó đẹp không, cái đuôi mắt nó đẹp quá, nó đẩy lên như này như một con bồ câu có cái đuôi đó. Bây giờ bồ câu con đậu con bay, mắt Hằng Hà cắt mí được 26 ngày nhé, 26 hay 25 nhỉ. Mời anh về thăm quê em đi. Con chào cô Kinh Môn Hoàng nha, con cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị nhà mình. Con vừa đi hát về. Em chào cả nhà mình. Xin chào Loan Ngô, xin chào chị Thúy Nghiêm, xin chào Vũ Hải Tuấn, anh Thanh Hoàng, anh Hòa Bình. Hai chị em đi hát hả? Cô không được theo dõi trực tiếp, tiếc quá. Nhưng mà cũng không ấy được đâu cô ạ. Bởi vì khi mà ra cái ngoài chỗ đình làng ấy, không có người quay mà. Vâng, nó cũng không phải, nó cũng yếu sóng ấy cô. Nó cũng yếu sóng cho nên là con cũng không quay được. Quay một xíu mà mọi người con bảo quay có xíu là... đúng rồi ạ. Thôi lại tắt. Xin chào anh Trần Tiến nhé, xin chào anh Phạm Đình Hiền hay chị Phạm Đình Hiền ạ. Đấy, đi ra ngoài đình cái nó hơi gió gió, cái nó môi nó hơi khô khô, phải dưỡng ngay cả nhà này. Chào anh Ngô Tuấn Quỳnh nhé, cảm ơn Hòa Đinh nhé, cảm ơn anh Hòa Đinh. Rồi, cảm ơn các cô chú anh chị đã xem livestream của Thanh Hằng Thanh Hà, đã chia sẻ livestream cho Thanh Hằng Thanh Hà nha cả nhà mình nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Lên Phủ Bạc đi em. Dạ vâng ạ, em chờ em một chút xíu nhé. Sau khi hát hết hai bài rồi thì đúng như theo lời yêu cầu là cái sản phẩm đầu tiên thì Thanh Hằng Thanh Hà sẽ lên giới thiệu cho tất cả quý cô chú anh chị một sản phẩm mà rất rất là được mong, rất là cô chú anh chị được gọi là gì nhỉ? Được mong đợi trong suốt thời gian vừa qua. Và cảm ơn như một lời tri ân thì ngày hôm nay thì Thanh Hằng Thanh Hà có những cái phần quà riêng nhé. Bạn bán kem chị Nám không? Em có viên uống chị Nám. Nếu mà chị Nám mà chân trời xa xứ ơi, nếu mà mình bị Nám nhiều nhá, thì bên em thì không có cái đặc trị về Nám. Nhưng nếu mà chị bị Nám ít thì mình kiên trì bôi kem cũng như uống mấy cái viên uống bên em á, uống về vitamin C này hoặc là collagen thì nó sẽ giảm nhá. Phụ bạc có màu nâu chưa? Dạ chị Hồ Hằng ơi, Hằng chưa có nhá.
Ờ, hai em dễ thương quá, hát hay quá. Dạ em cảm ơn chị Bình Chu hay anh Bình Chu nhé. Đó, cái kem nám ấy, nếu thật sự là nếu bạn mà bị nám nhiều ấy, thì mình phải đi dùng liệu trình đến các spa. Đó, có dầu gội mọc tóc già không em? Dạ em có chị Loan Ngô nhé. Em có ạ, các chị ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu từ từ nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu sản phẩm gì vượt Phủ Bạc trước. Chị nào hỏi Phủ Bạc thì mình sẽ lên Phủ Bạc trước các chị ơi. Chị em ngồi ngồi cho em 2 phút nhé, cho em 2 phút. Dầu gội Phủ Bạc bên em mà 320.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Đây dòng dầu gội Phủ Bạc thì em đã quá quen thuộc với cô chú anh chị nhà mình rồi. Thì sản phẩm này có giá là 320.000 một chai. Mua 2 chai hôm nay em giảm giá còn 300.000 một chai nhé. Và mua 4 chai em giảm giá còn 280.000 một chai. Và ngày hôm nay cô chú anh chị đặt từ 2 chai em có tặng cô chú anh chị nhà mình nhé. Một em nước hoa. Nếu như cô chú anh chị nhà mình đặt 2 chai hôm nay em sẽ tặng nước hoa cô chú anh chị nhà mình nhé. Tặng nước hoa. Đó. Và sản phẩm này thì là nó không sót, không phai, không hại da đầu, an toàn lành tính với mái tóc người già, mẹ bầu, phụ nữ sau sinh đều dùng được. Vâng, viên uống hỗ trợ chị nám chị nhé. Vâng ạ, sản phẩm này thì đặc biệt dành cho những cô chú anh chị tóc bị bạc, muốn có một mái tóc đen bóng mềm mượt mà không sợ sót da đầu, không bị châm chích da đầu. Và nó rất là thơm, nó an toàn cho dùng được cả cho mẹ bầu này và cho cả mẹ bỉm nhé. Cô chú anh chị nhà mình nhé. Và em này thì có giá là 320.000. Cô chú anh chị đặt hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Vâng ạ. Đây ai nhắn đây? Chị Mai Hương gửi cho chị một chai nhé. Vậy giờ đi hát chị nhắn mãi mà không được. Ok chị Mai Hương nhé. Đó, sản phẩm dầu gội Phủ Bạc thì bên hàng hiện tại đang là cái dòng sản phẩm mà rất tốt nhất thị trường. Sở dĩ em nó có cái vị trí như thế là bởi vì nó là cái dòng sản phẩm tiên phong nhé. Nó là dòng sản phẩm tiên phong đối với cái sản phẩm, đối với cái trong cái việc là hỗ trợ cải thiện tóc bạc tạm thời. Đó mọi người ơi, gội Phủ Bạc nhà em hàng hà dùng tốt lắm anh chị ơi. Em cảm ơn anh Vũ Hải Tuấn nhá. Đó, thực sự không gì nhờ gọi là gì. Tại vì hàng Hà là hàng Hà bán hàng cho công ty cho nên nó không có hàng giả nên cô chú anh chị có thể yên tâm. Mình đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em hàng em mà. Dòng sản phẩm này thì dùng cho ai? Đối với những ai đang bị tóc bạc này, tóc bạc sớm này, tóc bạc theo độ tuổi này, hoặc là tóc bạc vì bất cứ một lý do nào đó mà không mình chưa cải thiện được ấy, thì mình hoàn toàn có thể là sử dụng em này để làm cái giải pháp tạm thời. Bởi vì em này có cái khả năng mà bám màu rất là tốt. Chỉ tầm khoảng 9 đến 15 phút là mình có thể có một mái tóc đen bóng mềm mượt mà không sợ bị hóa chất, không sợ bị hôi đầu, không sợ bị khai. Và đặc biệt là sẽ không... Dạ ok anh Quỳnh Phạm hay là chị Quỳnh Phạm nhé. Để lại cho mình một chai nhé. Vâng ạ. Mình đặt hàng cho em xin số điện thoại bên dưới nhé. Hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn chị Quỳnh Phạm nhé. Chị Quỳnh Phạm và chị Trang. Chị Quỳnh Phạm, chị Trang. Chị Quỳnh Phạm, chị Trang, chị Trinh Điều. Chị Trinh Điều, chị Mến. Cho chị mỗi người đặt một chai. Cho chị một chai vâng ạ. Các chị em vừa đọc tên là một chai nhé. À, chị Tâm cô chú anh chị nào đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em nhé. Đặt lại hàng chị để Tâm, lại số chị điện Tâm thoại nhé. Cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Tâm nữa, chị Tâm, chị Mến nhé. Chị Tâm, chị Mến, chị Việt. Một chai. Vâng các bạn ơi, kiểm tra tin nhắn và kiểm tra cái thông tin giúp chị nhé. Lên đơn cho những chị mà chị đọc tên nhé. Chị Việt này, chị Việt này, chị Mến này đúng không? Chị Việt, chị Mến, chị Trinh Điều. Vâng các chị ơi, các chị đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới cho em nhé. Hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Và một sản phẩm tiếp theo em sẽ đi nhanh cho chị nhé. Em sẽ đi nhanh, còn chị nào hỏi lại thì em sẽ quay lại. Đó, và 320.000 mà em miễn phí ship. Chị nào vừa hỏi dầu kích thích mọc tóc nhỉ? Mua 2 chai được tặng một nước hoa mọi người nhé. Vâng, chị nào vừa hỏi kích thích mọc tóc ạ? Cho xong là sao chị Thùy Dung? Cho xong là sao em không hiểu ạ? Vâng, chị Thùy Dung nói cho xong em chưa hiểu nhé. Chị Quỳnh Phạm nhé. Quỳnh Phạm cho em xin số điện thoại nhé. Và hôm nay mình mua 2 chai thì em sẽ tặng một em nước hoa như thế này, trị giá là 350.000. Còn chị nào vừa hỏi dầu gội nhỉ? Chị nào vừa hỏi dầu gội ngăn ngừa rụng tóc thì sản phẩm dầu gội ngăn ngừa rụng tóc bên em có nhé. Ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc. Sản phẩm này có giá là 250.000 một chai. Sản phẩm này có giá là 250.000 một chai. Điểm mạnh của nó, chị Hào ạ, cho chị một chai Phủ Bạc nhé. Dạ vâng. Chị Hà Huệ, em đã nhận được số điện thoại của chị nhé. Các bạn lên đơn chị Hà Huệ cho Hằng nhé. Vâng ạ, sản phẩm này ấy, sản phẩm
phẩm dầu gội này thì nó có một điểm mạnh, tức là dòng dầu gội duy nhất trên thị trường có chức năng giải độc cho tóc, đề tóc, giải độc cho tóc nhé. Và cái điểm mạnh của nó là giải độc cho tóc, ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu, giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Và nó giúp kích thích mọc tóc, cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này thì có giá là 250.000 một chai. 250.000 một chai, cô chú anh chị nhà mình đặt hàng, để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. À, có xịt mọc tóc luôn, em có chị Loan Ngô nhé. Đúng rồi, chị Loan Ngô. Em có cái xịt mọc tóc thì đây là cái xịt mọc tóc chị nhé. Cái xịt tinh dầu bưởi kích thích mọc tóc. Khi chị gội cái dầu này thì nó đã là dầu gội kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc rồi. Nó giảm gãy rụng và giúp kích thích mọc tóc gấp 5 lần dầu gội thông thường. À, chị Thùy Dung xin giá thuốc phủ bạc. À, chị Vũ Thùy Dung ơi, 320.000 một chai chị Dung nhé. Đó, còn ngoài ra nữa thì chị Loan Ngô. Chị Loan Ngô thì cái dầu này khi mà mình gội xong cái dầu này nhé, thì mỗi ngày mình sẽ xịt cái này 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Đó, cứ lúc mà tóc mình xịt, mình muốn chỗ nào kích thích mọc tóc thì mình xịt trực tiếp lên. Mình xịt trực tiếp lên chị nhé. Và sau khi mình xịt đó, em xịt làm mẫu cho chị xem nhé. Em xịt làm mẫu cho chị xem. Đây, em rất thích đeo băng đô đây các chị nhé. Ví dụ như chỗ này là em hay rẽ cho nên cái chỗ này nó trắng, nó bị hói, nhưng mà thực ra em không phải hói đâu. Em hói cái chỗ này và đây em xịt nhé. Em xịt cái chỗ này đây cả nhà mình, nó xịt vào mặt tôi này, mà xịt vào mặt tôi này. Bây giờ em xịt nhé cả nhà mình. Mình sẽ xịt trực tiếp lên, ví dụ em muốn cái chỗ giữa này nó bị hói, bớt hói này. Em sẽ xịt trực tiếp lên. Sau đó là em sẽ lấy cái tay của mình em massage như thế này các chị nhé. Kích thích mọc tóc bên em tinh dầu bưởi kích thích mọc tóc là 230.000 các chị nhé. Đó, sau đó các chị sẽ massage để cho cái da đầu, cho cái da đầu thế này nó được thẩm thấu vào nhé. Đó, các chị massage như thế. Và mình sẽ lấy cái đầu tay này, mình đừng lấy móng nhé. Ví dụ như móng em dài này, nhiều khi em cào cả da đầu em ấy. Đó, nhiều khi móng em dài, em để móng dài nó cào cả da đầu. Thì các chị xịt như thế nhé. Sau đó các chị là mình sẽ massage như thế để cho cái mái tóc của mình nó được thẩm thấu cái dầu này vào. Đó, em đeo bờm nhìn xinh hơn đúng không cả nhà mình. Em đeo cái cài nhìn xinh hơn. Thì em này có giá là 230.000 nhé. Còn dầu phủ bạc là 320.000 chị Dung nhé. Dầu gội phủ bạc là 320.000. Em dầu tinh dầu bưởi là 230.000. Và em dầu kích thích mọc tóc là 250.000. À, anh dùng dầu nhà em anh cảm thấy đen mềm bóng lắm. Dạ em cảm ơn anh Vũ Hải Tuấn nhé. Vâng các chị mình ơi, các chị mình đặt hàng để lại cho em xin số điện thoại bên dưới, hoặc gọi vào số máy 0901917886 giúp em nhé. Hoặc các chị nào đang đặt hàng thì kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Em đang nhắn tin, em có trợ lý đang nhắn tin cô chú anh chị nhà mình nhé. Em đang có trợ lý nhắn tin, còn nếu cô chú anh chị nào muốn mà Hằng Hà nói chuyện trực tiếp thì gọi vào đây để Thanh Hà bắt máy luôn nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Nhưng mà sáng mai mình gọi nhé. Vâng, nếu cô chú anh chị nào không ngại thì mình có thể là sáng mai em gọi lại. Còn nếu như mà có thể... Cứ bảo sáng mai vâng. Chai xịt bao nhiêu ml? Dạ chai này là 100ml chị nhé. Chai này 100ml nhưng mà mình xịt cũng khoảng được chừng 2 tháng. Tùy mình xịt nhiều hay ít. Nói chung là 2-3 tháng chị nhé. Tùy mình xịt nhiều hay ít. Ví dụ như là chị xịt hết cái đầu, đúng không? Hết cái đầu thì nó sẽ tốn hơn người bình thường. Còn ví dụ như em cần nếu xịt ở chỗ này thì em ai mà muốn tóc mọc nhanh nhị thì mình kết hợp sử dụng cả bộ này. Cả bộ này thì bộ nó sẽ rất mọc nhanh. Vâng, nếu mà chị Loan Ngô mà muốn kích thích mà nó mọc nhanh chút xíu, hoặc là nó có hiệu quả tốt nhất ấy, thì chị kết hợp dùng với cái dầu này nhé. Dầu này là dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, giúp kích thích mọc tóc, giải độc cho tóc và làm giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Đó, ngoài ra nó còn giúp kích thích mọc tóc nữa. Thì hai em này kết hợp với nhau nó sẽ có kết quả tốt hơn chị Loan nhé. Đó, và chị đặt hàng thì cho em xin số điện thoại bên dưới nhé. Cho em xin số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. Còn chị nào muốn tư vấn thêm thì các chị cứ đặt câu hỏi cho em nhé. Em trả lời trực tiếp ở đây luôn. Còn chị nào vừa hỏi dầu phủ bạc chị Dung đúng không ạ? Dầu phủ bạc bên em thì 320.000 một chai nhé. 320.000 một chai và hôm nay thì em miễn phí ship hoàn toàn cho cô chú anh chị nhà mình. Dầu gội phủ bạc thì em cam kết mua về trải là đen. Nếu như mua không đen ấy, mua về trải không đen thì em sẽ hoàn tiền hoặc sẽ đổi trả cho cô chú anh chị nhà mình. Bao nhiêu tiền một bộ? 230 250 là 480 ạ. 230 250 là 480. 480 hôm nay nhé, bình thường phải là 500.000 em sẽ tặng một nước hoa, nhưng 480 em cũng tặng cho mình một chai nước hoa luôn nhé. Một chai nước hoa là dung tích 10ml. Em này rất là thơm, phiên bản mới nhất của nhà Thanh Hằng Thanh Hà. Đó, và ngoài ra dầu phủ bạc thì em cam kết là mua về trả là đen. Nếu không đen em Hằng Hà sẽ hoàn lại tiền cho cô chú anh chị nhà mình. Kèm theo một tem phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng. Đó, 10 triệu đồng nếu cô chú anh chị nào phát hiện sản phẩm nhà em Hằng mà có chất cấm của Bộ Y tế thì em Hằng Hà sẽ bồi thường cho cô chú anh chị nhà mình thêm 10 triệu đồng nữa. Anh Đỗ Nhất ơi, sản phẩm mà dầu này thì là 480.000 nhé. Nếu mà một cặp dầu gội dầu xả thì là 495.000 ạ. Còn nếu như mà hai cái này ấy,
Dầu bưởi, tinh dầu bưởi ấy, và dầu gội kích thích mọc tóc. Ngăn ngừa rụng tóc này ấy, thì là 480 anh nhé. 480 anh nhất mà đặt hàng thì cho em xin số điện thoại bên dưới nhé. Hoặc gọi vào số máy này cho em 0901 917 886. Đây là số điện thoại hotline của nhà em nhé. Gặp bất kỳ vấn đề gì cô chú anh chị cứ gọi vào số máy này cho em nhé. Gặp bất kỳ vấn đề gì cứ gọi 24/24 sẽ có người trực máy. Trừ lúc nào em đi ngủ thôi nhé. Lúc nào máy cũng ở bên em cô chú anh chị, mình không em cầm thì sẽ nhân viên nhà em. Trừ lúc nhúc giờ làm việc, nói chung là 24/7 cô chú anh chị nhà mình nhé. Đó, còn chị nào giỏi dầu phủ bạc là 320.000 một chai nhé. Và đặc biệt dầu phủ bạc thì em cam kết mua về trải là đen. Nếu không đen em sẽ hoàn lại tiền cho cô chú anh chị nhà mình. Mình đặt hàng cho em xin số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. Chị Mai cho mình hai chai nhé. Chị Phạm Quỳnh Quỳnh cho mình hai chai. Vâng ạ, cho mình hai chai. Chị Quỳnh cho mình hai chai. Không biết chị Quỳnh là lấy hai chai phủ bạc đúng không nhỉ? Chị Quỳnh là hỏi một cho để lại, đúng rồi chị Quỳnh. Chị Quỳnh là hai chai đúng không? Chị Quỳnh cho mình số anh Quỳnh Phạm. Vâng ạ, hai chai dầu phủ bạc thì em sẽ tặng một nước hoa nhé. Nói chung là các anh chị cứ mua hai sản phẩm là em cũng sẽ tặng một nước hoa, hai sản phẩm như thế này. Nói chung là trong những cái ngày lễ ngày Tết như thế này em sẽ tặng quà cho cô chú anh chị nhà mình. Còn bình thường thì mình không có quà nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Các bạn ơi lên đơn anh Quỳnh Phạm cho chị hai chai nhé. Đó, các anh chị mình ơi, mình đặt anh Quỳnh hai chai này. Chị Loan ơi, chị đặt hàng thì chị cho em xin thêm thông tin nhé. Chị Khánh cho chị hai hộp dầu phủ bạc nhé. Ok chị Khánh nhé. Chị Khánh đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới nhé. Cô chú anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới cho Hằng nhé. Để bởi vì phải có số điện thoại đúng thì Hằng mới gửi hàng được. Địa chỉ thì có thể là nó hơi ví dụ lệch một tí, nhưng mà số điện thoại phải 100% là chính xác cô chú anh chị nhà mình nhé. Ồ, hồi nãy cái một bộ này là bao nhiêu? Một bộ này là 495, còn một bộ này là hai cái này là 408. Gội với cả kích thích mọc tóc là 408 cô chú anh chị nhà mình nhé. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Chị Hiền ơi, chị Hiền Trần. Chị Hiền Trần lấy một chai phủ bạc nhé. Các bạn lên đơn chị Hiền Trần nhé. Chị Hiền Trần một chai phủ bạc nữa. Cho chị thêm một dầu gội ngăn ngừa rụng tóc nha em. Dạ vâng ạ, chị Hiền Trần kiểm tra tin nhắn giúp em. Anh Minh Hùng Trương bao nhiêu tiền một chai? Anh Minh Hùng Trương ơi, anh hỏi dầu phủ bạc ạ. Dầu phủ bạc là 320.000 một chai anh Minh Trương nhé. 320.000 một chai em miễn phí ship. Và nếu như ngày hôm nay anh đặt hai chai. Hả? Chú đấy. Chú à? Chú Minh Hùng Trương. Chú ơi, hôm nay mà chú đặt hai chai con sẽ tặng cho chú thêm một nước hoa. Con sẽ tặng cho chú thêm một em nước hoa như thế này cô chú anh chị nhà mình nhé. Đó, mình sẽ tặng lên như thế này, tặng cho cô chú anh chị nhà mình nếu như mua hai chai. Và một chai thì có giá là 320.000 một chai. Mua hai chai Hằng giảm giá chỉ còn 300.000 một chai. Và 300.000 một chai ngoài ra Hằng sẽ tặng cho cô chú anh chị nhà mình thêm một em nước hoa như thế này. Có dung tích 10ml rất là thơm nha cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng ạ, chị Hiền kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chú Minh Hùng Trương cho con xin số điện thoại nhé nếu chú đặt hàng nhé. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng thì cho con xin số điện thoại là có đơn ạ. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Ngoài ra mình có thể bấm vào số máy 0901 917 886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. 0901 917 886 là có đơn. Chị Oanh cho chị hai chai nhé, nhớ tặng nước hoa cho chị. Vâng chị Oanh ơi, chị Oanh kiểm tra tin nhắn giúp em và cho em xin số điện thoại nhé. Chị Hương cho chị một cặp dầu gội ngăn ngừa rụng tóc. Vâng ạ, chị Phùng Hương nhé. Chị Phùng Hương một cặp dầu gội ngăn ngừa rụng tóc. Vâng ạ, em cảm ơn chị Phùng Hương nhé. Cảm ơn chị Phùng Hương ạ. Cảm ơn chị Phùng Hương nhé. Chị Phùng Hương một cặp dầu gội ngăn ngừa rụng tóc. Vâng ạ, cảm ơn chị Phùng Hương. Chị Vui cho chị một tinh dầu bưởi và một dầu gội kích thích mọc tóc em nhé. Bữa trước chị gội dầu nhà em thấy dầu nó có kích thích mọc tóc và tóc chị đang mọc ra tô tủa, vui quá. Tóc mọc nhanh lắm mọi người, vâng. Tại vì hàng hàng okay, chị đúng. Vui. Ok chị Vui nha, em gửi về địa chỉ cũ đúng không chị Vui? Em gửi về địa chỉ cũ chị Vui nha. Vâng, chị Vui kiểm tra tin nhắn lại một lần nữa giúp em để xác nhận đơn hàng nhé. Cô chú anh chị nhà mình đã đặt hàng thì kiểm tra lại một lần nữa tin nhắn là mình kiểm tra xác nhận lại đơn hàng nhé. Và cô chú anh chị nào để lại số điện thoại là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới hoặc là với cú pháp là phủ bạc, chữ viết tắt cũng được nhé. Phủ bạc và số điện thoại, hoặc để số điện thoại bên dưới nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Nguyễn Nga cho chị một dầu phủ bạc và một dầu gội ngăn ngừa rụng tóc có được tặng nước hoa không? Có được tặng nhé chị nhé. Chị mua một chai dầu gội và một chai như thế này em cũng tặng.
Nói chung là hai sản phẩm như thế này là em sẽ tặng nhé. Hai sản phẩm bất kỳ em sẽ tặng một chai nước hoa như thế này có giá là 350.000. Và sản phẩm này thì là sản phẩm có số lượng nhé em nhé, nó không có nhiều đâu ạ. Tại nhân dịp lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập shop Thanh Hằng Thanh Hà, kỷ niệm shop Thanh Hằng Thanh Hà tròn 1 tuổi. Ngoài ra nữa ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 và ngày quốc tổ của đất nước Việt Nam mình. Và nhà em Hằng đã có vô vàn những cái phần quà đang chờ tặng cô chú anh chị nhà mình, đang chờ đến tay cô chú anh chị nhà mình. Đặt hàng ngay hôm nay để cô chú anh chị nhà mình có thể nhận quà, nhận trước 30 tháng 4 cô chú anh chị nhà mình nhé. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình kiểm tra tin nhắn giúp con nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Nga vừa nãy đọc chưa nhỉ? Chị Nga một cặp dầu gội đọc chưa nhỉ? Chị Nga một cặp dầu gội nhé, chị Nga một cặp dầu gội Amla Detox tặng một nước hoa nhé chị nhé. Vâng, chị Hoa, chị Nga kiểm tra tin nhắn giúp em nhé chị Hà. Cho chị một dầu gội em nhé, gửi về địa chỉ cũ. Vâng ạ, chị Hà nhé, chị Nguyễn Hà. Chị Nguyễn Hà kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng, cô chú anh chị mình ơi, mình đặt hàng, mình kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Khi mình đã đặt hàng rồi thì mình kiểm tra tin nhắn giúp em. Và mình có thể để lại số điện thoại bên dưới cũng được nhé. Mình có thể để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé cô chú anh chị nhà mình. Hoặc mình có thể gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Anh Trần Văn Cường cho anh một chai dầu gội ngăn ngừa rụng tóc. Tóc anh ngứa quá. Liệu có hết gầu ngứa không em? Dạ hết gầu ngứa nhé. Chị Trương Minh, chị hai chai phủ bạc tóc. Dạ vâng ạ. Chị Trương Minh ơi, hai chai phủ bạc em sẽ tặng cho chị một cái em nước hoa này chị Trương Minh nhé. Chị Trương Minh kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trương Minh hai chai dầu gội phủ bạc các bạn lên đơn chị Trương Minh cho Hằng nhé. Hai chai phủ bạc mình sẽ lên đơn và tặng cho chị Trương Minh một em nước hoa này nhé. Vâng ạ, các chị ơi, cô chú anh chị nhà mình đặt hàng nhanh nhé để có cái số lượng nó có hạn ạ. Số lượng nó có hạn cô chú anh chị nhà mình nhé. Số lượng quà tặng nó có hạn ạ. Chị Nguyễn Hà, chị kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trương Minh hai chai phủ bạc, vâng ạ. Em cảm ơn chị Trương Minh. Chú Minh Hùng ơi, chú Minh Hùng chú kiểm tra tin nhắn giúp con. Bánh mì phẩm giá là sao? Bánh mì phẩm giá là sao chị Thủy Nguyễn? Em không hiểu ạ. Chị Nguyễn Hương cho chị. Chị Nguyễn Hương cho chị một chai dầu gội phủ bạc. Dạ vâng ạ, chị Nguyễn Hương kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Bánh mì phẩm giá là sao em không hiểu thôi. Em chả hiểu luôn đâu các chị ơi. Chị Nguyễn Hương, chị Liên Phạm một chai. Các bạn ơi lên đơn cho chị Nguyễn Hương và chị Liên Phạm giúp mình nhé. Vâng ạ, cảm ơn các chị đặt hàng ạ. Các chị mình đặt hàng thì mình để lại số điện thoại bên dưới hoặc để gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. 0901917886 là có đơn. Thôi bà đưa đây tôi đeo. Bà đeo không bà đứng lùi đằng sau người ta cũng đọc được. Nên em lùi bước về sau để thấy chị rõ hơn. Cô chú anh chị đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Một chai là 320.000, mua 2 chai chỉ còn 300.000 một chai. Và mua 4 chai giảm giá chỉ còn 280.000 một chai. Và đặc biệt được hoàn toàn miễn phí ship. Sản phẩm này được chiết xuất từ thiên nhiên, không sót, không phai, không hại da đầu, an toàn lành tính với mái tóc người già, mẹ bầu, phụ nữ sau sinh đều dùng được. Sản phẩm này thì được bảo hành với một tem phiếu bảo hành lên đến trị giá 10 triệu đồng. Nếu như cô chú anh chị mua về trải không đen, bên em Hằng sẽ hoàn lại tiền cho cô chú anh chị mình kèm theo một tem phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng nếu như cứ phát hiện dầu gội nhà hàng, dầu phủ bạc nhà hàng có chất cấm của Bộ Y tế quy định cô chú anh chị sẽ được bồi thường 10 triệu đồng cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng ạ, đặt hàng thì cô chú anh chị có thể để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. 0901917886 là có đơn ạ. 0901917886 là có đơn. Chị Kỳ Nguyễn cho chị một chai dầu phủ bạc. Dạ vâng ạ. Chị Kỳ Nguyễn cho em xin số điện thoại chị Kỳ nhé. Chị Kỳ cho em số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Vâng ạ, tất cả số điện thoại cô chú anh chị cho ấy thì nó sẽ được ẩn hết nhé. Nó sẽ bị ẩn hết và rất nhiều cô chú anh chị sẽ không đọc được đâu. Cô chú anh chị nhà mình để lại số điện thoại yên tâm nhé. Bởi vì Hằng đã gài là để lại số điện thoại là auto 99% là nó sẽ bị ẩn đi. Nên 100% không phải 99 đâu, tự động. 100% rồi ạ? Vâng, tự động nhé. Bởi vì nhà hàng có mua phần mềm để gài cái phần mềm mà cô chú anh chị nhà mình là biết. Vâng, ẩn xuống rồi. Cho nên cô chú anh chị nhà mình yên tâm không sợ lộ thông tin và cũng không sợ bị lộ mất cướp đơn hàng đâu ạ. Cô chú anh chị nhà mình nhé.
Chị Hoa Dương cho chị một chai. Chị Hoa Dương cho chị một chai, em cảm ơn chị Hoa Dương nhé. Chị Hoa Dương một chai dầu phủ bạc. Vâng, các bạn lên đơn chị Hoa Dương cho Hằng nhé. Chị Hoa Dương cho em xin số điện thoại nhé. À, chị Trương Minh kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Cô chú anh chị đã đặt hàng thì kiểm tra tin nhắn giúp em Hằng em Hà nhé. Và hoặc cô chú anh chị có thể gọi vào số máy này để xác nhận là kho đúng là sản phẩm nhà Thanh Hằng, Thanh Hà bán hay không nhé. 320.000 một chai dầu gội phủ bạc. Và hôm nay cô chú anh chị mua 2 chai, em sẽ tặng một chai nước hoa như thế này nhé. Có giá là 320.000 một chai. Vâng ạ, chị Nguyễn Thúy cho chị một dầu gội ngăn ngừa rụng tóc và một tinh dầu bưởi. Dạ vâng ạ, chị Nguyễn Thúy. Chị Nguyễn Thúy gửi về địa chỉ cũ cho chị nhé. Vâng ạ, ok chị Nguyễn Thúy nhé. Chị Nguyễn Thúy mua 2 chai em cũng có tặng quà cho chị luôn nhé. Nói chung các chị cứ đặt hàng trong hôm nay, bởi vì em đang hứng mà em đang bon mồm. Chính vì vậy cô chú anh chị cứ đặt hàng hôm nay là auto em sẽ tặng cho cô chú anh chị nhà mình một em chai nước hoa như thế này nhé. Có dung tích là 10ml và cái sản phẩm này thì em có bán với giá là 350.000. Nhưng số lượng này rất có hạn. Số lượng này rất có hạn và số này là phiên bản giới hạn nhé. Phiên bản giới hạn là ở trên thị trường không có bán đâu ạ. Ở trên thị trường không có bán đâu, chỉ có tại shop nhà Thanh Hằng Thanh Hà thôi ạ. Tại có công ty của Thanh Hằng Thanh Hà và tại shop của Thanh Hằng Thanh Hà thôi. Dành tặng cho cô chú anh chị nhà mình nhân dịp lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5, ngày quốc tổ cũng như là shop Thanh Hằng Thanh Hà vừa tròn 1 tuổi. Đó, đứa con tinh thần của Thanh Hằng Thanh Hà vừa được 1 tuổi và Thanh Hằng Thanh Hà rất là hạnh phúc và muốn tặng quà cho cô chú anh chị nhà mình trong cái buổi livestream hôm nay. Thì cô chú anh chị nhà mình đặt hàng, mình để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, điểm mạnh của nó là giúp giải độc cho tóc, ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu và giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Và nó giúp kích thích mọc tóc. Dành cho những cô chú anh chị nào nhà mình muốn dùng sản phẩm thiên nhiên mà hoặc là những cô chú anh chị bị tóc sơ rối gãy rụng gầu ngứa thì em này nó rất là đỡ, rất là tốt cho mái tóc của cô chú anh chị nhà mình. Và nó còn giúp suông bóng mềm mượt mái tóc của cô chú anh chị nhà mình nhé. Nuôi dưỡng mái tóc cô chú anh chị nhà mình được chắc khỏe hơn. Bởi vì sản phẩm này được sản xuất từ thiên nhiên, được chiết xuất từ thiên nhiên cô chú anh chị nhà mình nhé. Được chiết xuất từ thiên nhiên, từ cỏ mần trầu này, hương nhu trắng này, tinh dầu cỏ ngọt này, bồ kết này và quả amla. Quả amla thực dưỡng số 1 được bình chọn tại Mỹ về khả năng chống oxy hóa và rất tốt cho mái tóc của người Việt mình. Anh Nguyễn Hoàng, dầu gội rụng tóc là hàng Việt Nam phải không em? Chuẩn rồi anh. Đúng rồi anh Hoàng nhé. Trải nghiệm hàng Việt Nam chất lượng cao anh nhé. Hàng Việt Nam nhưng mà chất lượng tương đương quốc tế. Và cả nhà mình biết những sản phẩm về dầu gội và đặc biệt là những dòng thiên nhiên ở Việt Nam mình là tốt nhất đúng không? Sản phẩm của Việt Nam mình nhé, về dòng dầu gội với bồ kết các thứ thiên nhiên là sản phẩm ở Việt Nam mình là tốt nhất nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Còn ở nước ngoài là những sản phẩm của nước ngoài đa số là dầu cặp, là hầu như là người ta sản xuất theo cái công nghệ là kiểu như là công nghiệp chứ không phải là giống như cái dầu gội mà ở bên mình nhé. Tại vì ở Việt Nam mình nó mới có những vườn dược liệu như thế này. Và sản phẩm này thì đúng là nó sản xuất ở Việt Nam anh Nguyễn Hoàng nhé. Nó được sản xuất ở Việt Nam và cái dầu phủ bạc này nó cũng sản xuất ở Việt Nam em anh nhé. Và em rất là tự hào bởi vì Việt Nam mình có một cái sản phẩm đứng top 1 trên thị trường châu Á. Top 1 về trên thị trường châu Á về dòng phủ bạc. Và cái sản phẩm này thì nó là top 1 trên thị trường bởi vì trên thị trường hiện tại nó là sản phẩm dầu gội duy nhất có cái chức năng gọi là detox, giải độc cho tóc. Giải độc cho tóc là sao ạ? Có nghĩa là cô chú anh chị mình hiện tại đang gội một cái dầu nào đó vô tình mà mình không biết nhé. Nó có một cái chất gọi là chất silicon tạo mượt giả. Thì khi cô chú anh chị nhà mình gội nó mượt lắm. Nó làm cho mái tóc của mình bóng mượt. Nhưng mà lâu lâu mình gội lâu ấy thì nó sẽ khiến cho mái tóc của mình sơ rối gãy rụng nhiều. Và đặc biệt nó làm bít cái nang tóc của mình, khiến cho tóc của mình bị gầu ngứa, sơ rối gãy rụng. Đó, chính vì vậy mà mình xảy ra cái tình trạng là bị rụng tóc và bị ngứa ra đầu. Thì em này nhá, đầu tiên khi cô chú anh chị mua về gội thì nó sẽ có chức năng gọi là giải độc cho tóc. Sau đó nó sẽ nuôi dưỡng mái tóc, kích thích tóc của cô chú anh chị được mọc lên. Đó, và sản phẩm này như em Hằng có nói là điểm mạnh của nó là giúp giải độc cho tóc, ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu và giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Em này được sản xuất tại Việt Nam cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này có giá là 250.000. 250.000 một chai. 250.000 một chai cô chú anh chị nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Và để cho cái mái tóc của mình được hiệu quả nhất, mình có thể dùng kèm với cả em tinh dầu bưởi này nhé. Mình có thể dùng kèm với em tinh dầu bưởi này. Mình gội đầu sạch xong, sau đó là mình về mình xịt lên thẳng trực tiếp nhé. Riêng dầu gội thì mình gội bình thường đó cô chú anh chị nhà mình nhé.
Dầu gội thì mình gội bình thường như cái dầu mình đang gội ở nhà ấy. Tất cả các dòng dầu gội trên thị trường mà cô chú anh chị đang gội, nó chỉ khác cái công dụng của nó thôi nhé. Nó chỉ khác công dụng, còn cách gội nó vẫn như vậy. Mình tắm rồi mình xoa lên tóc là mình gội thôi. Đó. Và một cái bí quyết để cho tóc, nếu cô chú anh chị nào mà tóc mà muốn cho nó mọc nhanh mọc dài, đây bản thân Thanh Hằng đã trải nghiệm rồi, là mình vừa kết hợp sử dụng dòng sản phẩm mà dầu gội Amla để tóc kết hợp xịt thì nó sẽ mọc rất là dài để tóc Hà. Cả nhà mình nhớ là cái hồi đầu năm ngoái là tóc Hà nó vẫn ngắn như này không? Đó, sau một năm sử dụng mà Hà không hề cắt nha mọi người nhé. Hà không hề cắt. Chỉ gội đầu, chỉ gội. Năm ngoái lúc mà Hà mới bán phủ bạc đúng không? Tóc Hà nó chỉ thế này thôi. Chị đến đây rồi nè, bây giờ nó rất là dài rồi. Nó chỉ thế này thôi nhé, bây giờ nó đã dài từng ngày. Và cô chú anh chị nhìn thấy như nó rất là bóng mượt nhé. Nó rất là bóng mượt cả hai chị em luôn, cô chú anh chị nhà mình nhé. Nó rất là bóng mượt, cô chú anh chị nhà mình thấy không ạ? Nó rất là bóng mượt và nó không những làm nuôi dưỡng mái tóc của mình được chắc khỏe hơn, nó còn giúp mái tóc mình được mượt hơn và kích thích mặt tóc nhé. Em này thì có giá là, dầu gội là có giá là 250 ngàn. Cái này là dầu gội cô chú anh chị nhà mình nhé. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc có giá là 250 ngàn một chai, còn dầu gội phủ bạc á thì có giá là 320 ngàn một chai. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Chị Trần Hạnh cho chị một cặp dầu gội đi. Hôm trước mua rồi, gội rất là thích, mới đầu nó hơi zin zít nhưng sau gội thích thật em ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị Trần Hạnh nhé. Chị Trần Hạnh lấy thêm một cặp đúng không ạ? Chị Trần Hạnh ơi, chị lấy thêm một cặp. Anh Nguyễn Hàng, một chai gội một chai phủ bạc. Vâng ạ, em cảm ơn anh Nguyễn Hoàng nhé. Một chai gội một chai phủ bạc thì em sẽ tặng cho anh một chai nước hoa nữa nhé anh Nguyễn Hoàng nhé. Một chai gội một chai phủ bạc vâng ạ. Đây em sẽ tặng cho mình thêm một em chai nước hoa như thế này anh Hoàng nhé. Em cảm ơn anh Hoàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em. Và chị Hạnh ơi, chị cũng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Tại sao để lên nó lại không? Vâng. Cô chú anh chị nhà mình ơi, mình đặt hàng mình kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hà Hoàng cho chị thêm một dầu phủ bạc nữa nhé. Chị về trải bà hàng xóm thích quá, chị trải cho bà ấy. Bây giờ bà ấy lại bảo mua thêm một chai hộ, gửi về cho chị ngay ngày mai nhé, để chị kịp nhận đi lễ, đi chơi lễ. Dạ vâng chị Hà Hoàng nhé. Vâng ạ, chị Hà Hoàng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Anh Hoàng cũng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hà Hoàng cũng thế nhé, chị một chai phủ bạc vâng ạ. Chị Hà Hoàng một chai phủ bạc, anh Nguyễn Hoàng một chai dầu gội một chai phủ bạc. Các bạn ơi lên đơn cho anh Hoàng giúp Hằng nhé. Các bạn lên đơn giúp Hằng ạ. Chị Minh Kiều một chai dầu gội phủ bạc. Vâng ạ, cảm ơn chị Minh Kiều, một chai phủ bạc là 320 ngàn và em miễn phí ship cho chị nhé. Chị Minh Kiều kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Cô chú anh chị nhà mình nếu ai chưa được đặt được hàng thì mình có thể để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ mình để lại số điện thoại bên dưới với cú pháp là dầu gội phủ bạc hoặc là dầu gội nhé. Dầu gội bởi vì nhà em hiện tại là chỉ còn có một loại thôi. Bởi vì loại nào tốt em mới muốn bán. Bởi vì bây giờ em lúc trước ấy là em thực sự là có bán theo nhu cầu của cô chú anh chị nhà mình, có những người thích hàng rẻ và em đã nhập một số lô hàng của thêm một công ty khác, nhưng mà em lại không thích vào cái dòng dầu gội đó lắm, bởi vì nó mặc dù là nó rẻ nhưng mà nó lại không hiệu quả bằng cái dầu này. Chính vì vậy mà bây giờ nhà em nó chỉ có một dòng dầu gội duy nhất này cô chú anh chị nhà mình nhé. Nó chỉ có dòng dầu gội duy nhất này thôi ạ. Và sản phẩm này thì có giá là 250 ngàn nhé. 250 ngàn, cô chú anh chị đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Chị Lê Hiền cho chị một cặp gội xả nhé. Dạ vâng ạ, vậy là chị Lê Hiền lấy một gội và một xả đúng không ạ? Vâng, chị Lê Hiền một gội một xả đúng không chị Hiền ơi? Vâng ạ, một gội một xả là 495 ngàn chị nhé. Một gội một xả hôm nay em cũng sẽ tặng cho mình một chai nước hoa như thế này. Vâng ạ, một gội một xả em cũng tặng một nước hoa nhé chị Lê Hiền nhé. Chị Bùi Duyên cho chị một chai dầu phủ bạc. Vâng ạ, cảm ơn chị Bùi Duyên nhé. Chị Bùi Duyên để lại cho em xin số điện thoại nữa chị Duyên nhé. Mình kèm theo số điện thoại bên dưới chị Duyên nhé. Vâng, chị Duyên cho em xin số điện thoại thêm bên dưới nữa. Vâng ạ. Cô chú anh chị nào đặt hàng thì vui lòng kèm số điện thoại giúp con nhé. Cô chú anh chị nào mà đặt hàng thì kèm số điện thoại giúp con và cái mã hàng mà mọi người cần ý. Ví dụ như là dầu gội hoặc là phủ bạc. Đó, dầu gội, phủ bạc thì mình kèm với số điện thoại bên dưới là bên con sẽ check và sẽ có đơn cho mọi người nhé. Lên đơn cho mọi người nhé. Và cả nhà mình nhớ kiểm tra tin nhắn giúp con ạ. Chị Trần Mai cho chị một cặp dầu gội ngăn ngừa rụng tóc. Có gì tặng cho mình không? Dạ, chị mua một cặp như thế này thì em sẽ tặng cho mình một nước hoa nhé. Nói chung là các chị cứ mua gì hôm nay vào một cặp là em sẽ tặng một nước hoa các chị nhé. Em sẽ tặng một nước hoa, các chị kiểm tra tin nhắn giúp em. Chị Trần Mai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trần Mai nhé, chị Hương Giang cho chị một Hương Giang cho chị một hộp phấn nước nhé. Dạ vâng ạ, ok chị ơi, em lên phấn nước đây nhé.
toàn khách à, bởi vì hàng like quá là nhãn mặt rồi, cho nên cô chú anh chị biết là hàng bán cái gì, cho nên là bây giờ là chỉ đa số là không phải giới thiệu quá nhiều, cô chú anh chị nhà mình chỉ lên đơn thôi. Đây ạ, chị vừa đọc nhỉ, chị gì vừa đọc và chị gì vừa nhỉ, trôi mất rồi, chị gì vừa nói là em phấn nước ạ, chị Trần Mai đúng không ạ, phải chị Trần Mai phấn nước không nhỉ, chị Trần Mai phấn nước ơi, chị Trần Mai phấn nước ơi, phấn nước bên em đây này, em lên rồi chị yêu ơi. Phấn nước bên em á thì điểm mạnh của nó là che phủ được mờ nám sạm tàn nhang, kèm dầu lâu trôi mỏng mịn và rất là căng bóng. Cô chú anh chị mình thấy em Hằng đánh đây ạ, rất là xinh đúng không, em Hà đang đánh phấn này nhá. Đó, và sản phẩm này thì nhà em đang có chương trình ưu đãi 420.000, em giảm giá còn 350.000 nhé, em giảm giá còn 350.000. Và sản phẩm này thì đặc biệt là nó không có chì, giá của nó là 350.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại với cú pháp là phấn nước, số điện thoại phấn nước là có đơn nhé, số điện thoại phấn nước là có đơn. Em phấn nước này thì che phủ được mờ nám sạm tàn nhang, kèm dầu lâu trôi mỏng mịn và rất là căng bóng. Giá của em này có giá là 350.000 và giá gốc của nó là 420.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. 350.000 để lại số điện thoại là có đơn. Vâng ạ, chị Trần Mai để lại số điện thoại cho em là có đơn nhé. Vâng ạ, chị Dung Vi một chai à, chị Dung Vi gửi cho chị một hộp phấn nước. Vâng ạ, chị Dung Vi cho em xin số điện thoại nữa nhé. Chị Dung Vi cho em xin số điện thoại bên dưới nữa, và các chị yên tâm nhé, khi mà mình để lại số điện thoại bên dưới ấy, thì auto em sẽ để ẩn đi ạ, auto em sẽ để ẩn đi, cô chú anh chị nhà mình không bị cướp đơn đâu, chỉ có em Hằng cướp của em Hà thì được thôi nhé, chứ không ai cướp được đâu, cô chú anh chị nhà mình yên tâm nhé. Vâng ạ, chị Ngân Khánh một hộp phấn nước. Vâng, chị Ngân Khánh ơi, chị cho em xin thêm số điện thoại nhé. Chị Ngân Khánh, vâng ạ, em thấy số điện thoại của chị Ngân Khánh rồi nhé. Vâng, chị Ngân Khánh một em phấn nước nhé. Chị Ngân Khánh một em phấn nước, các chị ơi, mình đặt hàng mình để lại số điện thoại là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại là có đơn ạ, các chị để lại số điện thoại là có đơn chị Ngân Khánh nhé. Hoặc các chị gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. Hoặc các chị lưu lại số điện thoại của em, nếu như cô chú anh chị nào chưa cần thiết mà chưa cần mua, mình có thể lưu lại số điện thoại của em, số điện thoại là 0901917886, mình lưu là Hằng Hà Tí Hon cũng được nhé. Hằng Hà Tí Hon á, để mình khi mà mình tìm cho nó dễ, sau đó cô chú anh chị cần sản phẩm nào thì lúc đấy mình tìm chữ Tí Hon nó sẽ ra, cô chú anh chị nhà mình nhé. Đó, thì lúc đó mình cần sản phẩm thì mình sẽ gọi cho em nhé, hoặc là mình nhắn cho em thì em sẽ gọi lại. Vâng ạ, chị Ngân Khánh phấn nước đúng không ạ, chị Ngân Khánh một phấn nước, chị kiểm tra tin nhắn giúp em đã nhận được số điện thoại của chị rồi nhé. Cô chú anh chị nào đặt hàng mà chưa để lại số điện thoại thì vui lòng nhắn xuống bên dưới cho em nhé, vui lòng để lại số điện thoại cho em Hằng để em Hằng Hà có thể gọi để xác nhận cô chú anh chị nhà mình nhé. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình rất là nhiều, để em đọc tiếp cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng ạ, cô chú anh chị nhà mình cứ để lại số điện thoại là có đơn. Chị Kim Lê cho chị một set 3 sản phẩm đi em, lên set mà có 2 cây son ấy. Dạ vâng ạ, em chờ em tí em lên nhé, chờ em tí các chị ơi. Em vừa đi hát về và em hát mà em nói quá trời quá đất. Em đi hát mà làng em nó đuổi em xuống, các bạn à, xuống đi. Em bảo là làng của tôi hát, làm sao mà đuổi được tôi, ai ra đây đuổi tôi. Thì mọi người trêu ấy mà, xong em cũng trêu lại. Chị nào nhỉ? Chị Kim Lê ơi, xếp 3 sản phẩm đây chị nhá. Xếp 3 sản phẩm đây ạ. Xếp 3 sản phẩm thì một hộp phấn nước là 350.000, thêm 2 cây son nữa thì cái set này có giá là 750.000. 750.000, nhưng mà các anh chị mình đặt hàng hôm nay á thì em sẽ giảm giá nhé, còn có giá là 599.000 thôi. Đấy, em không có nói nhiều, không quảng cáo quá nhiều cô chú anh chị nhà mình nhé. Và điểm mạnh của em phấn nước này, che phủ được mờ này, nám này, sạm này, tàn nhang là rất tốt cho các chị nào mà đang muốn đi chơi lễ và mình chưa tìm một cái sản phẩm nào ưng ý thì cứ gặp em Hằng nhé. Em Hằng sẽ ship đến tận cửa phòng ngủ của mình, ship đến tận bàn trang điểm của mình và không lấy một đồng ship nào. Em này có giá là 599.000 thôi. 599.000, set này em cũng tặng thêm một em nước hoa. Em Hằng cũng tặng thêm một em nước hoa cô chú anh chị nhà mình nhé. Em Hằng cũng tặng thêm một nước hoa để cô chú anh chị nhà mình có thể đi chơi làm đẹp xong mình xịt nước hoa cho nó thơm nhá. Mình xịt nước hoa cho nó thơm. À, chị Kim Lê ơi, một set này là 599 cành chị nhé. 599 cành, em miễn phí ship về tận cửa phòng chị, về tận bàn trang điểm của chị và không lấy một đồng nào. Vâng ạ, à, chị Kim Lê để lại số điện thoại rồi, em nhìn thấy rồi nhé. Em nhìn thấy rồi chị Kim Lê nhé. Còn chị nào đặt hàng mà không thấy số điện thoại thì để
luận cô chú anh chị nhà mình nhé. Cho em xin thêm số điện thoại bên dưới bình luận với cú pháp là phấn nước đó, hoặc là set 3. Cái này là set 3 nhé. Set 3 là 3 món đấy cô chú anh chị nhà mình. Phấn nước là phấn nước là bao nhiêu nhỉ? Tự dưng quên. 350 ạ. Phấn nước là 350 nhé chị Kim Lê nhé. Phấn nước là 350 chị Kim Lê nhé. Còn cái set 3 trang điểm này có giá là 599 nhé. 599 cành các chị nhé. Các chị mình đặt hàng vui lòng để lại bên dưới số điện thoại cho em với cú pháp là set 3 hoặc là phấn nước nhé. Phấn nước hoặc là set 3. Bây giờ em sẽ sang một sản phẩm tiếp theo nhé các chị nhé. Chị Minh Xuân cho chị một set 7 sản phẩm. Em đưa sản phẩm 7 lên đi để cho chị chiêm ngưỡng lại cái xem nào. Ok chị yêu nhé. Ok chị Minh Xuân nhé. Ok chị Minh Xuân chờ em tí để em lên set 7 đây ạ. À. Em phải để bớt cái này xuống không nó nhiều quá. Vâng các chị ơi, mình đặt hàng mình để lại số điện thoại bên dưới và kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Loan Ngô chưa có số điện thoại nha, chị Loan Ngô không biết còn ở đó vâng, không ạ? Chị Loan Ngô, mình đặt hàng thì mình để lại cho em xin số điện thoại nhé. Chị nào mà chưa để quên để lại số điện thoại thì để lại số điện thoại cho em ở bên dưới bình luận nhé. Vâng ạ, cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn các chị nhé. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, chị Loan Ngô em chưa thấy số điện thoại của chị Loan Ngô nhé. Chị Loan Ngô có thể kiểm tra tin nhắn giúp em. Vâng, cô chú anh chị nhà mình có thể kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị nào vừa hỏi sản phẩm set 3 anh nhỉ? Set 7 anh nhỉ? Em ơi Thanh Hằng, anh Khang cho anh bột phủ bang em nhé. Dạ vâng anh Khang nhá. Anh Khang vui lòng để lại số điện thoại giúp em nha. Anh Khang để lại số điện thoại giúp em ạ. Mà em cho số 0935217868. Đúng ạ, số đấy là của em luôn. Cả hai số cũng là của em luôn. Cả hai số đều của em anh Nguyễn Hoàng nhá. Anh Nguyễn Hoàng còn ở đây không ạ? Anh Nguyễn Hoàng ơi, cả hai số em cho số em đang đeo đây là số của Thanh Hà. Còn số của em là số 0935217868 là số của em nhé. Anh gọi thử đi ạ. Tại vì em đang like, em đang nói nhiều quá. Đây, nó cũng là số này đây. Vâng. Đây, cho mọi người thấy. Đây, em cho mình xem đây là số điện thoại của em đây. Có cả hai số anh nhé. Đây là số của em Hằng này. Đây là số của em Hằng. Đây là số em Hà. Nhưng mà ở trên like thì em chỉ để một số thôi. Tại vì để số này vâng, sợ mọi người gọi vào nó sẽ bị vâng, sập like mọi người. Tại máy của em đang like cho nên em không để số này. Nhưng số này là số máy riêng của em nhé. Anh nào muốn kết bạn làm quen với em thì đây là số máy riêng nhé. Kết bạn mua hàng làm quen hay là gì nhé. Tốt nhất là mua hàng các anh chị mình nhé. Đó, có nhiều anh. Vâng, tốt nhất là vào mua hàng để em tư vấn cho nó mình đẹp trước đi. Vâng, anh Hoàng ơi, mình kiểm tra lại nhé. Ok em, vâng ạ, anh yên tâm. 100% là số điện thoại nhà em. Bởi vì em đặt có một số hai chị em thì em có hai số chính như thế này. Để cho cô chú anh chị nhà mình gọi. Có đôi lúc mà máy của Hà mà like thì em sẽ đọc số của em. Và nếu mà máy của em mà like thì em đọc số của Hà để cô chú anh chị nhà mình gọi vào, nó không bị mất cái like này, nó bị sập cái like này. Em cảm ơn anh Hoàng nhé. Anh lưu cả hai số nhé, nếu như mà gọi mà bà Hà bà ấy chưa kịp bắt máy thì anh gọi vào số của em nhé. Nói chung là hai chị em sẽ phục vụ anh bất kỳ cái lúc nào mà anh muốn mua sản phẩm nhé. Bất kỳ lúc nào anh muốn mua sản phẩm hoặc là anh mua sản phẩm về anh mà Quang nó cho anh một chai gì? Dạ vâng anh Quang nhá. Anh Quang một chai gì ạ? Một phủ bạc. Anh Quang một chai phủ bạc, kiểm tra tin nhắn giúp em nhé anh Quang nhé. Anh Hoàng gọi cho em bất cứ lúc nào anh Hoàng nhé. Và trong quá trình nhận sản phẩm nếu như trừ mà anh... lúc đi tắm. Vâng, trừ lúc đi tắm anh nhé. Trừ lúc đi tắm này em không cầm máy, lúc ngủ đâu bà. Bà ngủ bà cầm nghe máy được à? Nhiều khi vẫn giật mình. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, dầu phủ bạc là 320.000 nhé. Anh Quang đúng không ạ? Và anh Hoàng ơi, cô chú anh chị nhà mình đã đặt hàng ơi. Anh Hoàng và tất cả cô chú anh chị nhà mình đặt hàng ấy, thì trong quá trình sử dụng nếu như mà mình nhận hàng về trong vòng 1 đến 3 ngày mình có gặp bất kỳ vấn đề gì thì mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho em biết nhé. Để em sẽ có cái phương án xử lý cho cô chú anh chị nhà mình, hoặc hướng dẫn cô chú anh chị nhà mình cách chạy lên sao màu đẹp nhất, đen nhất nhé cô chú anh chị mình nhé. Có thể đó. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên Thanh Hằng. Bây giờ em Hằng sẽ nói tiếp một cái sản phẩm mà xếp 7 sản phẩm nhé. Chị Kim Lê đúng không ạ? Chị Kim Lê, chị nào vừa hỏi cái xếp 7 nhỉ? Nói nhiều quá rồi quên rồi cô chú anh chị nhà mình, tin nhắn nó cứ trôi á. Hiện tại là Hằng đang nói hai máy cho nên là tin nhắn nó rất trôi, và những cái tin nhắn mà có số điện thoại là nó sẽ bị ẩn nhé. Cho nên cô chú anh chị nhà mình yên tâm, không có tình trạng cướp đơn ở đây đâu ạ. Bởi vì Hằng đã làm ẩn tất những số điện thoại của cô chú anh chị nhà mình rồi, cho nên cô chú anh chị nhà mình sẽ không nhìn thấy. Cho xin cái quần cái đó. Chị Minh Huệ cho chị một set 3 sản phẩm nhé. Vâng ạ, ok chị Minh Huệ nhé. Chị Minh Huệ ơi, chị Minh Huệ ơi, chị cho em xin thêm số điện thoại nhé. Cho em xin số điện thoại bên dưới chị Huệ nhé. Cho em xin thêm số điện thoại bên dưới để em lên đơn cho mình nhé. Bởi vì phải có số điện thoại người ta mới ship đến cho mình được. Phải có số điện thoại mới ship được nhé. Và trong hôm nay chị Minh Huệ sẽ được tặng thêm một em nước hoa như thế này nhé.
chị Minh Huệ sẽ được tặng thêm một em nước hoa nhé chị Minh Huệ nhé. Mua một set 3 sản phẩm em sẽ tặng thêm một em nước hoa như thế này, trị giá là 350 cành. Đó, và chị nào vừa hỏi set 7 nhỉ, bây giờ em lên lại nhé. Chị nào hỏi set 7 ạ, set 7 là cái này nhé các chị nhé. Xin lỗi bà nhé, tôi che mặt bà để tôi dở cái này. Set 7 đây các anh chị mình ơi, đây là set 7 nhưng em che mặt bà Hà lại rồi cả nhà mình ạ. Cô chú anh chị nhà mình ơi, đây là set 7. Set 7 sản phẩm gồm có một em phấn nước che phủ mờ nám dạng tàn nhang, kèm dầu mỏng mịn lâu trôi căng bóng, và đặc biệt là nó không có chì, vừa dưỡng da vừa chống nắng. Ngoài ra nó còn có một em phấn phủ siêu mịn, một em phấn phủ siêu mịn cô chú anh chị nhà mình nhé, và một em phấn màu, một em hộp màu này thì mình vừa đánh mắt thì cô chú anh chị nhà mình nhé, và vừa đánh má hồng, vừa đánh mắt, vừa đánh má hồng. Thêm mà hai cây son, một cây kem che khuyết điểm, một cây mascara. Mascara nó giúp chạm cho cái mí của mình này cô chú anh chị nhà mình, giúp cái mi mắt này nó long lanh hơn. Thì em này, cái set này có giá là 1.450.000, nhưng cô chú anh chị nhà mình mua hôm nay tại livestream này, cô chú anh chị nhà mình sẽ được mua với giá là 999.000. 999.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Và hôm nay cô chú anh chị nhà mình sẽ được tặng thêm một cây chì, một cây chì ở cái set này, kèm theo nữa lại là một em nước hoa, kèm theo nữa là một em nước hoa và một cây chì cô chú anh chị nhà mình nhé. Và set này chỉ có giá là 999.000. Vâng, cô chú anh chị mình khe không lầm đâu ạ, 999.000 nhé. Có phải vừa nãy chị Kim Lê không nhỉ? Chị Kim Lê hay chị Thùy Dung ấy nhỉ? Chị Kim Lê hay chị Thùy Dung đặt set 7 thì cho em xin thêm số điện thoại nhé. Vâng, em đã nhìn thấy một số điện thoại của chị Kim Lê rồi ạ. Chị Kim Lê, còn chị Thùy Dung mà đặt thì cho em xin số điện thoại luôn nhé. Cho em xin số điện thoại luôn chị Thùy Dung nhé. Chị Kim Lê, em thấy số điện thoại của chị rồi ạ. Vâng, chị Kim Lê ơi, cho em, chị Kim Lê, chị Thùy Dung, cho em xin thêm số điện thoại chị Thùy Dung nhé. Một set này là 999.000, 999 cành các chị nhé. Và em tặng thêm một em nước hoa như thế này có giá là 350.000, 350.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Đó, bây giờ em sẽ sang một sản phẩm tiếp theo nha. Em sẽ sang một sản phẩm tiếp theo. Vâng, các chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. Vâng, chị Thùy Dung, chị Minh Hằng, chị Minh Hằng cho chị một set 7 nhé. 30 tháng 4 đi chơi mang đi đánh cho bố mẹ chồng, chụp ảnh cho đẹp. Ok nhá. Ok chị Minh, ok chị Minh phải không nhỉ? Vừa đọc chị Minh đúng không nhỉ? Tự trôi mất rồi. Vâng ạ, phải chị Minh không nhỉ? Phải chị Minh thì kiểm tra tin nhắn giúp em nhá. Chị Minh, chị Tâm cho chị Tâm cho chị một set 7 đi em. Vâng ạ. Ok, chị Tâm cho em xin thêm số điện thoại chị Tâm nhé. Chị Tâm ơi, mình đặt hàng cho em xin thêm số điện thoại chị Tâm nhé. Mình để lại số điện thoại là có đơn ạ. Các chị để lại số điện thoại là có đơn các chị nhé. Để lại số điện thoại là có đơn. Vâng, các chị mình ơi, mình để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn với cú pháp là set 7 nhé. Và set này thì em sẽ tặng thêm một cây chì này, kèm theo một em nước hoa trị giá 350.000 nhé. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. 599.000 và được tặng cái em nước hoa này là coi như cái sản phẩm này nó chỉ còn có hơn 600.000 thôi. Hơn 600.000. Đó, 9 món mà có 999.000, tính ra mỗi món nó chỉ có 99.000 thôi. Đó, và cả nhà mình mua lẻ phấn nước thì cả nhà mình biết là mua lẻ, hàng bán lẻ một hộp phấn nước nó đã là 350.000 rồi. Và cả một cái set như thế này. Set này nhé, hai cây son này cô chú anh chị nhà mình biết là pha nó ra rất là nhiều màu son. Đây là cái màu son và hàng đánh ở trong một trong hai cây son này nhé. Cái cây son này hàng đánh nó này cô chú anh chị nhà mình. Đó. Một trong hai cây son này, set này 999 cành nhé. Vâng ạ, chị Minh Lê kiểm tra tin nhắn giúp em nhá. Chị Phạm chị Tâm nhá. Chị Tâm đặt một set 7 cho em kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Và cho em xin thêm số điện thoại chị Tâm nhé. Chị Tâm cho em xin thêm số điện thoại nhé. Chị Tâm cho em xin thêm số điện thoại. Vâng ạ, chị Tâm cho em xin thêm số điện thoại nhé. Chị Hà cho mình một hộp phấn nước gửi về địa chỉ cũ nhé. Hôm trước mua phấn của bạn về xong rồi đánh thích quá. Đứa bạn thân nó xin mất rồi. Vâng. Nó xin mất rồi, chị mua cái khác cho con bạn thân của mình đi chị. Mua nhà em ship miễn phí, ship về tận cửa nhà tắm. À, về tận cửa cửa phòng. Vâng chị Hà ơi, chị đặt hàng cho em xin số điện thoại. Chị Hà khách hàng cũ đúng không? Vâng chị Hà ơi, vậy là em sẽ gửi về địa chỉ cũ cho mình nhé. Chị Hà ơi, em sẽ gửi về địa chỉ cũ cho mình chị Hà nhé. Vâng chị Nguyễn Hà, em vừa đọc là chị Nguyễn Hà nhé.
Chị Nguyễn Hà, còn chị Thu Hà là đặt cái gì ạ? Anh Xuân Dũng có xịt hôi nách không em? Em có anh nhá, em có xịt hôi nách đấy. Vâng, đợi hầm một chút xíu. Em có nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Chờ em một phút nữa em giới thiệu nốt cái sản phẩm này cho chị Hà với cả chị hai chị Hà nhé. Hai chị Hà ơi, mình kiểm tra tin nhắn giúp em và để lại số điện thoại bên dưới nhé. Phấn nước là 350.000 nhé. Phấn nước là 350.000 ạ. Phấn nước là 350.000. Chị Ngọc Hiền, chị Ngọc Hiền cho chị một set 7 đi em. Ôi dồi ôi, chắc lễ có khác là chị một set 7 quá nhiều luôn. Set 7 là 999 cành chị nhá. Set 7 là 999 cành. Em tặng một nước hoa này. Em tặng thêm một cây chì nha các chị nhá. Một cây chì và một nước hoa. 999 cành các chị nhá. Các chị đặt hàng để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhá. Các chị cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Chị nào mua hỏi mua hôi nách đấy ạ. Chị nào hôi nách hôi anh chân. Anh Dũng à? Anh Dũng ơi, hôi nách hôi chân thì không phải là ảnh hưởng gì đến sức khỏe và cũng không xấu cả. Và cũng chẳng phải là mình ở dơ, nhưng mà là do là cái tuyến mồ hôi của mình á. Do cái tuyến mồ hôi của mình thì đây em có một cái sản phẩm này dành cho anh nhá. Em có một cái sản phẩm này dành cho anh, đặc biệt là anh đi chơi lễ chơi Tết anh không sợ nhá. Anh đi chơi lễ chơi Tết thì anh không sợ là mình bị có cơ thể mình có mùi. Bởi vì cái thứ nhất là mồ hôi chân hôi tay nó chẳng phải là do mình ở bẩn mà nó chỉ do cơ địa của mình thôi đúng không? Do tuyến mồ hôi, do cái cơ địa của mình. Thì em có sản phẩm xịt khử mùi Eratic. Xịt khử mùi Eratic thì giúp xịt khử mùi hôi nách, hôi chân, mồ hôi tay hoặc là những cái nách mình nó bị ướt thì mình xịt vào nhé, nó rất là khô thoáng. Nó sẽ giúp làm thơm cơ thể của mình, giúp giảm cái mùi hôi và nó giúp cho cơ thể của mình những cái chỗ mà nách này, chân các thứ được khô thoáng suốt cả ngày. Em này thì nhà hàng nó đang có giá là 385.000. 385.000 anh Dũng nhá. Anh Dũng ơi, 385.000 một chai như thế này, thiết kế rất là đẹp. Bình thường các anh chị mua một xịt khử mùi hôi nách đúng không? Các anh chị mua cái lăn nách bình thường trên thị trường là không có xịt đúng không? Cái lăn nách các cô chú anh chị mình thì thường thường mình lăn đúng không? Mình lăn hôm nay ngày mai mình lại lăn, thì mình cứ lăn qua lăn lại hết ngày này sang ngày khác, vẫn là cái mồ hôi của mình, vẫn là cái gì nhỉ? Nó rất là mùi khó chịu nhá. Và nó sẽ mất vệ sinh. Chính vì vậy mà mình xịt như thế này nó tiện hơn. Mình cầm xa xa như này, mình đưa tay lên bắt đầu mình bấm mình xịt. Một tuần mình xịt 2 đến 3 lần cho cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này có giá là 385.000, nhưng mà mua hôm nay cô chú anh chị nhà mình được giảm giá nhé. Cô chú anh chị nhà mình được giảm giá nhé, ngồi dịch lên. Được giảm giá cô chú anh chị nhà mình nhé. Cô chú anh chị nhà mình được giảm giá, chỉ còn có giá là 320.000. Nhưng ngày hôm nay cô chú anh chị nhà mình được tặng nhé. Em tặng thêm cho cô chú anh chị nhà mình một em xịt thơm miệng giúp khử mùi hành tỏi, thuốc lá, bia rượu, mắm tôm và giúp sát khuẩn cho miệng của mình nhé. Giúp sát khuẩn cho miệng của mình để đỡ bị vi khuẩn, rồi đỡ bị ngứa họng, viêm họng đó. Một cặp như thế này em bán là em bán cho cô chú anh chị là đúng 320.000 thôi, và em miễn phí ship nhé. Cái này không phải em bán nhé, em tặng á. Một cái này các anh chị mua một cái này thì là cũng là 320.000 rồi. Đó, anh Dũng đặt hàng cho em xin số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Hôm trước anh mua một cặp rồi, bây giờ anh mua thêm cho đứa em. À, anh Dũng là khách hàng đã mua đúng không ạ? Vâng, anh thấy hiệu quả nên mua cho đứa em. Anh thấy cơ thể mình khô thoáng và đỡ có mùi hẳn ra, đặc biệt là đỡ mùi hôi chân em ạ. Lúc trước hôi chân mất tự tin lắm. May quá em giới thiệu sản phẩm này mới đầu còn nghi ngờ, nhưng mà sau đó dùng thì thấy đúng như lời em quảng cáo. Em cảm ơn anh Dũng nhá. Em cảm ơn anh Dũng rất là nhiều ạ. Cả trăm và bốn. Em cảm ơn anh Dũng nhá. Một người feedback rất là có tâm. Một người feedback rất là có tâm. Và hôm nay em sẽ tặng anh Dũng thêm cả một em xịt khử mùi này nhá. À, xịt thơm miệng giúp khử mùi hành tỏi, mắm muối, thuốc lá. Cô chú anh chị nhà mình nhá. Anh Dũng ơi, em sẽ gửi về cho anh cái cặp này nhé, là 320.000. Anh thanh toán đúng 320.000 mà em hoàn toàn miễn phí ship nhé. À, hoàn toàn miễn phí ship cô chú anh chị nhà mình nhé. Bây giờ em sẽ lên một sản phẩm tiếp theo nhé. À, chị Minh Hải cho chị một cặp nhé. Đứa bé nhà chị nó 16 tuổi mà mùi cơ thể nó hôi quá em ạ. Trẻ con mà tầm khoảng tuổi đấy thì là nó rất là dễ bị hôi. Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là cơ thể của nó là cái tầm tuổi đấy, cái tầm gọi là tầm tuổi dậy thì ý. Mà các bạn mới cái tuổi dậy thì xong thì các bạn sẽ là, tức là cái tuyến mồ hôi nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Chính vì thế mà thường thường các bạn như vậy thì là sẽ gặp vấn đề về hôi nách nhé. Kể cả con trai, kể cả con gái, đặc biệt là các bạn nam ý. Đặc biệt là các bạn nam cái tuyến mồ hôi hoạt động rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì do là các bạn ấy cũng chơi thể thao nhiều hơn đó, cái mức độ mà chơi thể thao của các bạn nam nhiều hơn so với các bạn nữ, chính vì thế mà cái tuyến mồ hôi nó càng hoạt động mạnh mẽ hơn
đó, cái giải pháp cho các bạn đó là mình nên sử dụng cái sản phẩm mà xịt khô thoáng và khử mùi Eratic này nhé cả nhà mình nhé. Hiện tại bên Hà đang có chương trình là ưu đãi đó, mình mua giá là 385.000 nhưng mà hôm nay trên livestream mình chỉ phải trả với cái giá là 320.000 thôi, nhưng mình lại được tặng thêm một cái chai xịt thơm miệng Eratic này nữa. Em Eratic này cũng có khả năng khử mùi rất là tốt, khử được các cái hành tỏi mắm muối này đó, được hành tỏi mắm quên để mắm hành tỏi hoặc là các những cái mùi hôi đó, sẽ được khử được các cái mùi hôi. Và đặc biệt cho anh một chai nhé. Dạ ok anh nhá. Cô chú anh chị nào đặt hàng thì vui lòng để lại số điện thoại giúp em nhá. Mình đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em. Đó. Cho nên là cô chú anh chị nào đang gặp vấn đề và cái việc là hôi nách ạ. Hôi nách hoặc là hôi chân hoặc là cái mồ nách của mình cũng như là cái chân của mình nó ra nhiều mồ hôi, ra tuyến mồ hôi nó hoạt động mạnh mẽ thì mình có thể dùng em này nhé. Với chất xuất từ dưa leo này, dưa leo, cúc lã mã, trà xanh và đặc biệt là lá nem đó. Cái thành phần chủ yếu là từ thiên nhiên, chính vì thế mà nó rất là an toàn và lành tính. Mẹ bầu cũng có thể sử dụng được. Một điểm đặc biệt nữa của em xịt hôi nách ấy, xịt khử mùi hôi nách này thì em này nó có cái thiết kế giống như là một chai nước hoa, cả nhà mình có thấy không ạ? Giống như là một chai nước hoa. Và đặc biệt là nó là hít chân không nhé. Hít chân không, còn cả nhà mình có thấy không? Hà mới đầu nó sâu xuống dưới này này. Hà dùng bắt đầu nó đẩy lên, dùng rất là tiết kiệm. Một ngày, hai ngày mình mới phải dùng một lần thôi. Hoặc là một ngày rưỡi mình dùng, nhiều khi một ngày mình chỉ phải dùng một lần thôi, tức là nó rất là tiết kiệm luôn. Thay vì là lăn nách ngày nào mình cũng phải lăn đồng khoảng 2-3 lần đúng không? Mà lăn thế thì nó sẽ không vệ sinh. Nó không vệ sinh bởi vì là cái đầu tiếp xúc mà mình lăn đấy ạ. Khi mình phải tiếp xúc với nách thì nó sẽ rất là gọi là cái mùi hôi ở đây, và nó tiếp xúc thì nó sẽ bị ngày này qua tháng khác ấy thì nó sẽ bị vi khuẩn nó cũng bám ở đây. Còn đối với xịt em xịt khử mùi này này thì mình không cần tiếp xúc với da thịt mà mình xịt thẳng vào đây, và đặc biệt là nó không bị gây tình trạng là ố áo cũng như là vàng lông đó. Cho nên là dùng rất là tiện lợi nha mọi người nhé, dùng rất là tiện lợi. Giá này, giá cả lại phải chăng, đang có chương trình ưu đãi mua một tặng một, mua một em xịt khử mùi hôi nách thì sẽ tặng thêm một em xịt Eratic mọi người nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại kèm với xịt khử mùi nhé. Cả nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại hoặc là xịt khử mùi đó, hoặc là mình gọi điện thoại vào số 0901. Cả nhà mình lưu số điện thoại của em Hà đi ạ. Cả nhà mình lưu số điện thoại kết bạn với em Hà đi ạ, để mình được tư vấn miễn phí nhé. Lưu số điện thoại của em Hà và kết bạn miễn phí. À quên, lưu số điện thoại kết bạn với em Hà và được tư vấn miễn phí nha. Nếu cô chú anh chị nào mà gặp vấn đề gì, ví dụ vấn đề về hôi nách này, vấn đề về rụng tóc này, vấn đề về hôi nách, vấn đề về rụng tóc, vấn đề về da xấu sạm, hoặc là mình muốn tìm cho mình một dòng sản phẩm mà an toàn mà có gọi là gì, an toàn mà có hiệu quả chứ không phải an toàn mà không hiệu quả nhé. An toàn có hiệu quả thì Hằng Hà, thì cả nhà mình cứ lưu số điện thoại của Hằng Hà nhé. Rồi, xịt Eratic nha mọi người nha. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp em Hằng Hà. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại hoặc gọi điện thoại vào số 0901 917 886, 0901 917 886 cả nhà mình nhé. 0901 917 886. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Cho anh một chai nhé, gửi về địa chỉ cũ. Rồi, ok. Ok anh Trường nhá. Anh Trường Nguyễn à, anh gừng cho anh một chai đúng không ạ? Anh Quang một chai. Dạ vâng, anh Quang ơi, mình chưa có số điện thoại anh Quang nhá. Mình chưa có số điện thoại đâu ạ. Anh Hưng một chai. Chị Hương Đoàn một chai này. Chị Thắm Nguyễn một chai. Dạ vâng, ok nhé mình nhá. Chị cho một chai. Ok nha anh Khương nha. Mình cứ để lại số điện thoại là có đơn ạ. Mình cứ để lại số điện thoại là có đơn nhé. Cả nhà mình yên tâm, nếu mình để số điện thoại ở dưới thì mình cũng không sẽ bị mất. Mình nghĩ sẽ không bị tiết lộ thông tin hôm nay này. Qua cái mã này này cả nhà mình này. Cái này là mã hôi nách đúng không? Thì Hà sẽ qua mã này. Hôm nay Hà có một cái mã cực kỳ là tuyệt vời luôn. Sale sập sàn cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Một cái mã sale sập sàn cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Đó là sale mã gel, mã khử mùi cô bé. Mã khử mùi cô bé nhá. Còn ông ta, tại vì cái dòng sản phẩm này này em ạ, nước hoa cô bé, cái mã khử mùi, khá mã khử mùi cho cô bé này em còn có vài chai nữa thôi. Lý do sao em sale bình thường cô chú anh chị nhà mình à, bình thường là em bán tại tiệm nhà em Hà này,
tác dụng, ai nên sử dụng dòng sản phẩm này và tác dụng của nó như thế nào. Thì em nước hoa cô bé mọi người nhé, nước hoa cô bé mình không đơn giản là mình lấy nước hoa bình thường mà mình xịt vào cô bé nhà mình là cũng không nên mọi người nhé, bởi vì là trong nước hoa bình thường nó sẽ có chứa cồn. Trong nước hoa của mình nó sẽ có chứa cồn cho nên là nó sẽ không, nó sẽ là làm gọi là tổn thương tới cô bé. Cái này rửa mặt đằng sau là sao hả anh Trần Quân? Cái máy rửa mặt đằng sau đi ạ. À, cái máy rửa mặt đằng sau ok, lấy cho Hà cái máy rửa mặt rồi. Rồi cả nhà mình nhớ đón chờ nhé, cuối chương trình Hà sẽ có một cái món quà này cho mọi người. Đó, cuối chương trình sẽ có cái ưu đãi này cho mọi người. Máy rửa mặt này ạ, máy rửa mặt này thì nhà hàng Hà đang có chương trình ưu đãi luôn đấy, cũng có chương trình ưu đãi luôn mọi người nhé. Anh Quân ơi, máy rửa mặt là mình đã biết sơ qua về máy rửa mặt chưa ạ? Hiện tại bên Hà đang có chương trình ưu đãi mua máy rửa mặt tặng hai món quà luôn chứ không phải mua một máy nha. Đấy, cả nhà mình thấy không ạ? Trên tay Hà đang là thiết kế của một em máy rửa mặt. Dòng này là dòng sản xuất tại Việt Nam nhưng cả nhà mình yên tâm về công nghệ. Công nghệ tiên tiến mọi người nhé, công nghệ tiên tiến T-Sonic với nhịp rung 12. Mình muốn mua tặng người thân, nếu mà mua tặng người thân thì là quá là tuyệt vời luôn. Đó, nhất là tặng người yêu. Nhất là tặng người yêu hoặc là tặng mà chị gái các thứ hoặc là tặng mẹ các thứ là đều được luôn. Đó thì Hà sẽ nói qua về cái dòng sản phẩm này nhé. Cái này với công nghệ là T-Sonic 12.000 nhịp rung trên 1 phút. Đối với những cái dòng mà rửa mặt bình thường mình thấy bình thường ấy, nó chỉ khoảng tầm 6 đến 9.000 thôi. Nhưng mà em nó lên tới 12.000 và được bảo hành lên tới 1 năm, tức là 12 tháng này ạ. 12 tháng mọi người nhé, còn bình thường những cái dòng sản phẩm khác mọi người chỉ thấy là bảo hành 1 tháng đến 2 tháng hoặc là căng nhất là 3 tháng đúng không ạ? Còn em này bảo hành lên tới 1 năm là cả nhà mình đã biết chất lượng như nào đúng không ạ? Lỗi 1 đổi 1, nếu như lỗi của nhà sản xuất trong vòng 7 ngày, nếu mình nhận về mình thấy nó lỗi, cả nhà mình cứ điện cho hàng Hà này, Hà sẽ đổi cho mọi người một cái sản phẩm mới hoàn toàn mọi người nhé. Mọi người yên tâm về, tại vì hàng nhà Hà là hàng công ty cho nên mọi người yên tâm. Đó, em này thì có 3 chức năng trong một. Thứ nhất là rửa mặt làm sạch sâu với hàng nghìn cái sợi silicone mềm mại như thế này. Mềm mại như thế này nó sẽ giúp làn da của mình trở lên sạch sẽ hơn này. Cái thứ hai, chống nước sao bạn. Chống nước là IPX7 có thể bơi được trong nước mọi người nhé. Cái này là IPX7 có thể bơi được trong nước. Hà cho mọi người xem. Cái hôm mà Hà đi tắm và Hà tiện và quên lại đi tắm, đi bơi. Sorry mọi người. Đi bơi mọi người nhé. Thế là Hà cho nó bơi luôn. Máy rửa mặt tất nhiên phải kháng nước rồi ạ. Hà đi bơi và Hà cho nó bơi luôn. Hà thì không biết bơi nhưng mà máy rửa mặt nhà Hà biết bơi mọi người nhá. Kháng nước là IPX7 anh nhé. Khả năng chống nước rất là cao luôn á. Để xem Hà bỏ đâu nhỉ. Và nó có 3 chức năng trong một nhé. Rửa mặt làm sạch sâu này. Massage này. Massage nâng cơ và đẩy tinh chất vào da đấy ạ. Massage nâng cơ và đẩy tinh chất vào da. Cái tháng đấy là tháng mấy ta? Tháng 4, tháng 5 năm ngoái hay sao nhỉ? Hà có đi bơi và Hà có tập đi bơi chứ mày. Hà đi bơi nói đi bơi chỗ oai nhưng mà thực ra là tập đi bơi đấy. Và thả em này xuống nước luôn, cho nó bơi rè rè dưới nước luôn. Anh yên tâm về dòng máy rửa mặt này nhà em nhá, bởi vì cái dòng sản phẩm này thì rất là tuyệt vời luôn. Cái máy này bình thường, một cái máy em không biết là máy bình thường ấy, chống nước sạc pin đầy được bao lâu, sạc pin đầy nhá. Nếu mà cái máy này của Hà thì Hà dùng ấy thì là một tháng, hơn một tháng, có khi là 2-3 tháng. Nhưng mà cái bạn nhân viên nhà Hà nó bảo là từ lần mà được tặng về thì nó chưa sạc bao giờ. Nó chưa sạc bao giờ. Đó, tức là nó, nếu thế là 1 năm rồi. Hà không biết là nó vấn đề gì thì Hà không biết. Hay là nó dùng ít hay như nào. Nhưng mà cái này của Hà thường xuyên dùng thì phải ít nhất là 1 tháng nhé. Ít nhất là 1 tháng. Đó, cho nên là cái sản phẩm này là dùng rất là bền pin luôn. Bền pin cực kỳ. Anh đợi em xíu để em cho anh xem cái chống nước này. Nó bơi được trong nước luôn. Chả biết tại nhiều quá em để đâu rồi. 3 chức năng trong 1 anh nhé. 3 chức năng trong 1. Thứ nhất là rửa mặt này. Cái này là rửa mặt. Cái này là rửa mặt. Cái thiết kế của nó, cái sạc của nó rất là hay mọi người nhé. Cái hạt sạc của nó cực kỳ hay luôn. Sạc của nó sẽ nằm ở trong này mọi người nhé. Nó nằm ở trong này. Chẳng biết bà kia mà vứt sạc thôi. Nhiều người không biết lại tưởng lại vứt cái này đi thì em chết. Ơ cái sạc của nó đâu mua rồi. Sạc bác kia bảo để đâu rồi. Nó bơi thoải mái trong nước anh nhé. Thoải mái bơi trong nước. Bảo hành tới 1 năm lận. Chứ không phải là 1-2 tháng đâu ạ. Bảo hành tới 1 năm. Cái ảnh nhà em nó nhiều quá nên là à, tìm album, tìm video đi nhỉ. Và đang có chương trình ưu đãi tặng quà anh nhé. Đang có chương trình ưu đãi tặng quà là nếu như mà anh mua một máy rửa mặt á, thì Hà sẽ tặng cho anh thêm một món quà nữa, đó là một tuýp sữa rửa mặt như thế này.
và một cái băng đô như thế này. Đó, tức là cả một combo như thế này. Anh mua một mà anh được 3 đấy ạ. Nếu mà anh mua một là anh được 3 trong cái chương trình ưu đãi ngày hôm nay nhé. Máy rửa mặt. Giá của em này là 599.000. 599.000 nhưng mình sẽ được tặng quà nha. Mình được tặng hai món quà như này nữa. Hai món quà là một sữa rửa mặt không. Bên Hà bán là cái sữa rửa mặt này không. Hà đã bán là 260.000 rồi. Hà đã bán 260.000 rồi. Còn cái băng đô này giá là 80.000. Ngoài thị trường bán hơn. Nhưng mà Hà mua được 80.000. Cho nên Hà tặng luôn mọi người nhé. Tặng mọi người là cái băng đô này dùng để mình cột lên, à mình trải lên để khi mà mình đội lên, để khi mà mình rửa mặt nó sẽ đỡ bị vướng xuống. Còn em sữa rửa mặt này đi, sữa rửa mặt này tặng kèm để cho cả nhà mình trải nghiệm cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt nhà hàng Hà, dùng cực kỳ thích luôn, không bị khô da mọi người nhé, không bị khô da, dùng rất là an toàn, có thể sử dụng được cho cả mẹ bầu luôn mọi người ạ. Xem tìm mãi chả thấy trời. Kháng nước cực tốt nha, IPX7 kháng nước rất là tốt luôn. Công nghệ với công nghệ T-Sonic nhịp rung lên tới 12.000 nhịp trên 1 phút. Cho nên mình yên tâm về cái độ chế độ rung thì có 3 chế độ. Em tìm mãi không thấy vậy trời. Kháng nước cực tốt luôn và bơi được trong nước luôn mọi người nhé. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh Quân ơi, đây nha, đây là. Hôm đấy là em đi bơi và em cho nó bơi luôn. Đó, máy rửa mặt đây, máy rửa mặt cho em nè. Ôi trời ơi. Có một clip mà Hà dìm nó xuống luôn mà. Hà dìm nó xuống hồ bơi luôn mà. Hà dìm cho nó nhấn xuống hồ bơi luôn. Đó, nó bơi đấy. Chống nước thoải mái anh nhé. Cái lỗ sạc nó rất là gọn nhẹ luôn. Cái lỗ sạc nó rất là gọn nhẹ luôn ở đây. Đâu nhỉ, có một clip mà Hà dìm nó luôn á. Hà dìm cái hồ, cái máy này xuống luôn mà. Đó, là nó đang rung này mọi người. Là nó đang rung và đây nhá, mọi người thấy không? Cái đèn đấy ạ. Cái đèn nó báo nó đang rung mà Hà thả xuống nước luôn. Mà không vấn đề gì, là cái em này này. Đó, cái em này thì có độ kháng nước cực kỳ tốt luôn. Nó đang, hàng Hà cũng đang có chương trình ưu đãi này. Rửa mặt nâng cơ, rửa mặt này. Ba tác dụng trong một. Thứ nhất là rửa mặt làm sạch sâu này. Cái này nhá, cái sợi là cái đời mặt có silicone này đấy ạ. Cái mặt có silicone này thì giúp rửa mặt này, làm sạch sâu này. Còn cái mặt bên này sẽ giúp massage, làm săn cơ hơn mọi người nhé. Đây ví dụ như này, Hà bật cái này lên này. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nghe nó kêu có êm không? Rất là êm luôn. Mặt này là mặt rửa này, mặt này mặt massage này. Mình không cần phải đi ra ngoài massage nữa. Bước trên này massage thôi. Đó, cả nhà mình nghe thấy tiếng rung không ạ? Đây là chế độ bình thường nhá. Ngoài ra nó còn có 3 cái nút này. Ba cái nút, nút giảm, nút tăng. Đó, mình tăng, nó có tăng này. Đó. Đó. Rất là mạnh luôn, dùng rất là phê luôn. Và cái đầu manh, cái rãnh này á, nó sẽ giúp làm massage cái nọng cằm này, hoặc là massage cái này, hoặc là massage cái này. Đó, mình sẽ massage theo kiểu này. Thiết kế vô cùng độc đáo luôn mọi người nhé. Ngoài ra em nó cái đầu này còn có tác dụng là đẩy tinh chất, tức là khi mà mình dưỡng da xong, mình bôi kem dưỡng da thì mình sẽ dùng cái này để mình đẩy tinh chất và giúp cho nó thẩm thấu tốt hơn mọi người nhé. Đó, mình cũng vuốt lên như này. Giá là 599.000 nhé, 890.000 giảm còn 599.000, tặng thêm hai phần quà, đó là sữa rửa mặt, sữa rửa mặt và băng đô. Đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em Hà nhé. Đấy, đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em Hà. Và cái đặc biệt là cái thiết kế này đúng không ạ? Đây là thiết kế độc quyền. Cả nhà mình chỉ thấy là cái sữa rửa mặt, cái máy rửa mặt nó hình quả xoài đúng không? Hình tròn đúng không? Nhưng mà đặc biệt nhà Thanh Hằng, Thanh Hằng là hình trái tim. Hình trái tim không phải thiết kế cho đẹp đâu ạ. Hình trái tim thiết kế nó có mục đích nhé. Cái này là dùng để rửa mặt này. Bên này dùng để massage này. Bên này thì dùng để tinh chất và massage luôn này. Đó, cái vân rãnh này để mình nó có thể ôm trọn. Nó có thể ôm trọn góc mặt này. Và cái góc bên này nữa. Thường mình sẽ có phần má này đúng không? Mình sẽ massage nâng lên, kéo lên. Đó, tức là cái này nó có thiết kế rất là thông minh. Chứ bình thường trên thị trường là các dòng máy rửa mặt nó chỉ có một vài cái mẫu mã, ví dụ hình quả xoài, hình cái dài hoặc là hình hình tròn là chủ yếu. Nhưng mà máy rửa mặt này là máy rửa mặt
duy nhất nhá, duy nhất nhà hàng mọi người thử tìm đi, không có máy rửa mặt nào thứ hai mà có cái thiết kế này đâu, bởi vì bên công ty đã đăng ký độc quyền rồi. Giá là 599 chị, anh Quân nhá, 599 đó. Nhanh tay đặt hàng thì mình để lại số điện thoại giúp em Hà, hoặc là gọi điện thoại vào số 0901917886, hoặc là lưu số giúp em đi, mai mình gọi nha, tại vì em đang like chắc là em không nghe được đâu ạ. Đó, mình để lại số điện thoại giúp em Hà nhé, để lại số điện thoại giúp em Hà. Hà đang có chương trình quà tặng ưu đãi này, mình sẽ được mua, mình sẽ được tặng kèm này, mình sẽ được tặng kèm sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này thì thích hợp với tất cả mọi loại da. Giá em Hà bán là 260.000 nhé. Em Hà ban đang bán trên thị trường là 260.000. Nó vào một băng đô như thế này nữa. Combo đủ bộ hồng tươi tắn cho làn da khỏe khoắn mọi người nhé. Hồng tươi tắn cho làn da khỏe khoắn. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đó. Băng đô đấy, đang có chương trình là tặng băng đô và tặng sữa rửa mặt nhé. Giá là 599.000 rồi. Hôm nay em Hà có một chương trình ưu đãi cực kỳ đặc biệt dành cho cô chú anh chị nào mà thích sử dụng dòng sản phẩm để, gì nhỉ? Nước hoa cô bé. Nước hoa cô bé bên Hà thì đây ạ. Em này là nước hoa cô bé nha mọi người nhé. Có cô chú anh chị nào mà chưa biết đến danh từ nước hoa cô bé không ạ? Như Hà còn nói là bình thường nếu như mình muốn thơm tho sạch sẽ ạ, để ở gần với người người gọi là người người gì ta, thì mình nên dùng nước hoa cô bé. Lý do tại sao mình nên dùng nước hoa cô bé, thứ nhất là nó sẽ khử cái mùi hôi, khử mùi hôi ở vùng kín của chị em mình. Cái thứ hai là nó sẽ giúp mình quyến trở nên quyến rũ hơn nhé. Thơm tho sạch sẽ sẽ giúp mình trở nên quyến rũ hơn. Hàng Hà nhà Hà đang có ba kia bà vứt hết nước hoa đâu ta? Đó, Hàng Hà đang có một cái ưu đãi là Hà đang giảm giá, chương trình Hà đang giảm giá nước hoa nhé. Nước hoa đang giảm giá, chỉ còn giá gốc tại công ty, giá gốc tại cửa hàng Hà bán ở đây rồi. Hà còn chừng này em nữa. Hà còn đúng duy nhất chừng này nữa thôi, cho nên Hà sale nốt mọi người nhé. Hà còn chừng này nữa thôi, cho nên Hà sale nốt. Đó, Hà còn chừng này nữa thôi. Tại vì mọi người biết sao không? Cái lô hàng này là nó do là nó bị mấy chai nhân viên nhà hàng nó để làm sao mà nó bị thấm nước. Nó bị không phải bị thấm nước mà là không khí của người Việt mình á, không khí của người miền Bắc ấy. Cả nhà mình có nhớ ai ở miền Bắc thì sẽ biết cái cảm giác là bị nồm không ạ? Đó, nó bị nồm. Thành ra là cái này nó là cái dạng vải bố ấy, mọi người. Nó là dạng vải bố, vải cứng ấy. Thành ra nó bị ẩm, thành ra là nó bị mốc. Mọi người có thể nhìn rõ cái vết mốc không ạ? Chất lượng thì không ảnh hưởng mọi người nhé. Chất lượng thì nó không ảnh hưởng nhưng nó đang bị mốc này. Cho nên Hà đang sale cực đặc sản, Hà đang sale nhé. Hà đang sale chỉ còn đây ạ. Giá Hà bán tại tiệm đây mọi người. Có tem phiếu nha, hàng này là hàng Hàn Quốc. Cô chú anh chị nào mà chưa biết đến dòng sản phẩm mà gì nhỉ? Nước hoa cô bé là một thiệt thòi lớn cho chị em phụ nữ mình nhé. Là một thiệt thòi lớn cho chị em phụ nữ mình. Đó. Giá này 280.000. 280.000 bán tại cửa tiệm. Nhưng mà hôm nay Hà giảm giá tại vì nó còn mấy cái, nó có một cái lô này nó đã bị mấy cái nốt nốm đốm, đặc biệt là cái màu trắng này này. Đặc biệt là màu trắng nhá. Màu trắng Hà giảm chỉ còn là 100 mấy ta tự nhiên quên. Hà giảm chỉ còn 199.000 mọi người nhá. Giảm chỉ còn 199.000 thôi ạ. Hà chỉ có 2 4 6 8 10. 10 hộp này thôi. Đó, đang giảm giá 280.000 giảm còn 199.000 nhé, miễn phí ship. 199.000 miễn phí ship toàn quốc với 3 màu này. Hiện tại là đang có 3 màu, màu đen. Dạ vâng ạ, anh Nguyễn Hà hay là chị Nguyễn Hà nha. Đó, màu đen này thì có mùi hương thơm rất là cực, gọi là hương thơm nó hơi sexy một tí xíu và nó hơi nồng một tí xíu. Còn đối với những em mà màu trắng này hoặc là màu xanh này ạ, màu trắng, màu xanh và màu hồng, nó sẽ thơm kiểu cỏ cây hoa lá, nó sẽ thơm nhẹ hơn nhé, nó sẽ thơm nhẹ nhàng hơn. Đó, cái trắng này em còn mỗi 4 cái thôi, cái hồng còn duy nhất 1 cái, còn cái em xanh này cũng còn 3 cái. Đó, cô chú anh chị nào đặt hàng thì mình để lại số điện thoại giúp em Hà nhé. Với cú pháp là nước hoa cô bé nhé, nước hoa cô bé kèm số điện thoại. Nước hoa cô bé kèm số điện thoại. Mình lưu ý không nên sử dụng nước hoa bình thường trên cơ thể mình dùng cho cô bé nhé. Bởi vì là trong cái nước hoa bình thường nó có hàm lượng cồn nhất định nhé. Nó sẽ có một hàm lượng cồn nhất định. Đặc biệt là cái dạng xịt đấy ạ. Vì cái lượng hàm lượng cồn nó khá là cao. Một số dòng sản phẩm là cồn không mọi người ạ.
đó, cho nên là cái bộ độ bay hơi nó sẽ là cao hơn, và nó sẽ, nếu mà mình xịt cái đấy vào thì nó sẽ làm hỏng, nó không tốt cho sức khỏe của cô bé của nhà mình. Đó, chính vì thế mà mình sẽ dùng riêng một cái loại là nước hoa cô bé này để lấy tự tin trước mặt chồng mình. Đó, một người dùng mà hai người thích nhé. Tăng cảm tăng gọi là căng tăng gì à? Giữ lửa hạnh phúc, bí quyết giữ lửa hạnh phúc cho các chị. Giá em đang Hà đang giảm chỉ còn là 199.000, 280.000 là Hà bán tại tiệm đây mọi người ạ. Giảm gần 100.000. Giảm gần 100.000 trên mỗi một sản phẩm. Lý do là vì sao? Lý do là nhà em Hà nó bị cái lô này, không phải cái lô mà mấy cái chai này, nó bị mốc cái bên ngoài này mọi người thấy không ạ? Nó bị mốc cái vỏ bên ngoài, nhưng bên trong là chắc là không vấn đề gì nhá. Đó, Hà mới phát hiện ra đấy, nó không bị vấn đề gì. Còn hàng bình thường thì Hà vẫn đi ầm ầm mọi người nhé. Đó, giá là 199.000, đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp em Hà nhé. Đặt hàng bằng cách mình để lại số điện thoại em Hà. Hà có 5 phút để cho mọi người có thể là để lại số điện thoại và lựa chọn từng màu nhé. Lựa chọn từng màu. Hà tư vấn thêm cho mọi người một chút xíu là màu này. Cái màu, đây ạ, cái màu của nó đây ạ. Màu đen nhé mọi người nhé. Màu đen thì nó vẫn là thơm nhất và nó vẫn là thơm nhất. Nhiều chị thích nhất. Nói thật là như thế, nhiều chị thích nhất. Đây cái màu đen đấy ạ, đâu nhỉ, màu đen được. Ai lấy rồi, à đây. Đây nhé, chai nó sẽ là như này nhé mọi người nhé. Đây cái màu đen nó sẽ vẫn là thơm nhất này. Mình có thể sử dụng được giống như kiểu một loại dạng nước hoa bình thường, mình bôi lên cổ hoặc là mình bôi lên lên áo các thứ đấy là đều được luôn mọi người nhé. Đấy em này thì thơm rất là thơm luôn. Còn ví dụ như nếu mà ai mà không thích nó lộ liễu một tí xíu ạ, thì mình dùng cái hương là màu màu đen này cũng được ạ. Mà cái này là màu xanh dương mọi người nhé. Đấy cái này là màu xanh dương này. Cái này là màu xanh dương. Em này là thơm nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn mọi người nhé. Cái em này thì thơm rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Còn em này là màu, còn em này là màu hồng nhé. Cái em này là màu hồng này. Cái em này là màu này. Hà còn duy nhất một lọ, duy nhất một chai size, duy nhất một chai đấy ạ. Duy nhất một chai mọi người nhé. Kiểm tra cái mùi này. Em này nó mùi hơi ngọt một tí xíu. Đấy em này nó sẽ mùi hơi ngọt một tí xíu nhá. Nếu mà ai thích mùi ngọt ý ạ, thì em này tuyệt vời. Đó, mùi em này giống như kiểu mùi cherry mọi người ạ. Mùi như mùi cherry. Thế này thì chồng nó nuốt chửng luôn. Còn một màu nữa đây ạ, màu trắng. Cái này là màu trắng nhá, có phải không ta? Đúng rồi, cái này màu trắng này. Cái này màu trắng hay màu hồng tự nhiên em quên rồi này. À cả nhà mình nhớ khi mình dùng nước hoa cô bé nha, có thể là mới đầu mình dốc như thế này nó không ra được đâu nha. Đấy rồi, tại vì cái thể tích trong này nó nhỏ, mà cái này nó cái lượng này nó ấy thì mình sẽ dốc ra này. Khi mình dốc ngược lên như này đúng không? Thì nó sẽ bị lộn ngược, chính vì thế mà mình cầm này mình lắc lên chỗ sức hà này thì cái treo nó sẽ vào đấy và mình chậm ra như này. Nó bị tắc và chậm ra như này mọi người nhé. Đó như thế này là được. Em này cũng mùi rất là ngọt. Em này cũng mùi rất là ngọt các chị nhé. Đó, em này cũng mùi ngọt. Ba cái mùi này là mùi ngọt nhé. Cái mùi này thì nó sẽ hơi hơi cá tính hơn một tí xíu. Mùi này nó cá tính hơn một tí xíu. Còn hai cái mùi này nó ngọt này. Hai mùi này nó ngọt, mùi này cá tính hơn. Và còn cái mùi này nó là cộng cả ba luôn. Vừa ngọt ngào vừa cá tính. Đó, em này là quyến rũ nhất. Bởi vì là Hà bán cái số lượng của em này nó nhiều nhất. Hà thấy là khách hàng phản hồi là thích cái mùi này nhất. Với đa số các chị ngửi cái mùi này rất là thích. Và nói thật là các chị cũng tâm sự là người dùng cái này vào rồi thì nói chung là sao ta, nói chung là các chị mệt mỏi đó. Em đang sale nha, đang có chương trình sale chỉ có 10 suất duy nhất. Cô chú anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại giúp em Hà nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị. Bây giờ Hà phát này, Hà sẽ qua một dòng sản phẩm khác mọi người nhé. Hà sẽ qua này, qua một dòng sản phẩm khác. Chỉ có 10 phần thôi các chị nhé, để lại số điện thoại giúp em ạ. Mình chỉ có 10 phần thôi ạ. Để lại số điện thoại giúp em để được tư vấn miễn phí mọi người nhé. Chỉ có 10 phần đấy nhé. Phần này là đại hạ giá luôn á. Phần này là phần xả lỗ đại hạ giá luôn mọi người nhá. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy bây giờ sẽ bắt sang một sản phẩm khác này. Keo vệ sinh mọi người nhá. Đợi em xíu. Rồi ok em sẽ lên keo vệ sinh cho mọi người. Ôi thứ này hồi nãy để đâu. Vâng, cô chú anh chị nhà mình để lại số điện thoại là có đơn nhá. Cứ để lại số điện thoại là có đơn ạ. Đặt hàng bằng cách mình để lại số điện thoại giúp em Hà nha. Đặt hàng bằng cách mình để lại số điện thoại giúp em Hà nha. Keo vệ sinh bên em thì có hai loại mọi người ơi. Chị Hoàng Anh cho chị một nước hoa cô bé. Ok chị Oanh nha. Ok chị Oanh. Chị Oanh ơi, mình cho em xin số điện thoại nhá. Hôm trước em
Chị có mua của bên em rồi, em gửi về địa chỉ cũ là được nhé, không cần phải gọi xác nhận đâu. Ok chị Hoàng Oanh nhá. Ok chị Hoàng Oanh nhá. Ok chị Hoàng Oanh nhá. Chị Hoàng Anh mà một nước hoa cô bé chị lấy màu gì ạ? Chị lấy màu đen hay màu xanh ạ? Chị lấy màu gì ạ? Đây là màu tím này. Màu đen này. 199 à? Màu xanh này. Và màu trắng nhá các chị nhá, màu hồng. 199 nhá, xả nhá, xả hàng 199. Vâng 199 cành các chị nhá. 199 cành, chị Hoàng Anh để lại số điện thoại cho em. À, chị gửi về địa chỉ cũ vâng ạ. Chị Hoàng Anh là một nước hoa cô bé nhá. Chị Hoàng Anh một nước hoa cô bé. Chị Hoàng Anh một nước hoa cô bé ạ. Chị em Ngọc. Chỉ có 10 suất thôi mọi người nha, chỉ có 10 suất thôi. Chị Ngọc, chị Thơm cho chị màu đen nhé. Ok, chị Ngọc, chị Thơm nha. Vâng, chị Ngọc, chị Thơm ơi, để lại số điện thoại là có đơn các chị nhé. Vâng, em thấy số điện thoại của chị Ngọc rồi ạ. Em thấy số điện thoại của chị Ngọc rồi nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị Ngọc nhé, em cảm ơn chị Ngọc. Vâng, chị Ngọc để lại số điện thoại rồi, còn chị Thơm cho em xin số điện thoại nữa nhé, chị Thơm nhé. Để lại số điện thoại là có đơn chị Thơm nhé. Vâng. 199 cành các chị nhé, nước hoa cô bé là 199.000. Nước hoa cô bé cực kỳ thơm luôn, 199.000 các chị nhé. 199.000 các chị đặt để lại số điện thoại là có đơn ạ. Chị Nga cho chị Nga cho chị một nước hoa cô bé. Vâng, ok chị Nga nhé. Hôm trước chị có mua dầu gội nhà em rồi, hôm nay gửi về địa chỉ cũ nhé. Dạ vâng okay, chị. Ok chị Nga nhé. Chị Nga đặt hàng một nước hoa cô bé nhé, các bạn lên đơn cho chị Nga nhé. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị nhà mình nhé, chị Nga, chị Hoàng Oanh, chị Ngọc và chị Thơm. Vâng ạ, bốn chị đã để lại số điện thoại là em sẽ lên đơn cho bốn chị nhé. Vâng, chị Mến cho chị nước hai nước hoa cô bé màu đen thơm lắm, chị thích lắm. Vâng ạ, chị Mến thêm hai chai đúng không ạ? Chị Mến thêm hai chai. Vâng ạ, ok chị Mến nhé. Chị Mến hai chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Mến mình là khách hàng đầu tiên hay là đã từng mua nhà em ạ? Nếu là khách hàng đầu tiên thì cho em xin thông tin nhé, số điện thoại. Còn nếu như khách hàng cũ thì em sẽ gửi về địa chỉ cũ nha chị nhé. Cảm ơn chị yêu đã ủng hộ bên em nhé. Hai chai là hôm nay còn có là 400 ngàn đúng không? Còn có 400 ngàn các chị nhé. Hai chai chỉ còn có 400 ngàn thôi, 199. Chính xác là 398 ngàn. Ôi hôm nay tính nhanh đấy, tính đúng đấy cả nhà mình. Bố 398 ngàn các chị nhé. Bình thường các chị không bao giờ mua được cái giá này đâu. Hôm nay em xả hàng, xả lỗ các chị mới mua được giá này nhé. Vâng ạ. Các chị để ý tin nhắn giúp em nhé, chị Mến nhé, chị Mến. Vâng ạ, em đọc nốt nhé, em đọc nốt cô chú anh chị nhà mình thông cảm. Em đọc nốt mấy chị em đang đặt nốt nhé. Chị Hương. Vâng, 10 suất rồi đấy bà. Hả, 10 suất rồi ạ? Không đủ tiền đâu. Vâng. Không còn đủ tiền đâu chị ạ. Còn có hai người không? Chị Nam đặt, nếu mà chị nào mà đặt trễ thì em sẽ không còn như mọi người nhé. Vâng. Đặt trễ là không có đâu ạ. Chị Hương cho chị một thứ, mỗi thứ một mùi nhé. Ok, chị chưa bao giờ có rẻ như chị này Hương mọi nhá. Người nhé, chưa bao giờ vâng. có rẻ như này chị đâu. Chị Hương chắc là khách hàng cuối cùng nhà em rồi, bởi vì cái số lượng có hạn thôi nhé. Vâng. Bán tại tiệm mọi người nhé. Vâng, em bán tại tiệm là 280 ngàn các chị nhé. Em bán tại cửa tiệm nhà em là 280 ngàn. Các chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé chị Hương nhé. Vâng ạ, và chị Hương là một... chị Hương vừa nãy nói một cặp đúng không? Chị Hương hai chai đúng không ạ? Chị Hương hai chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng ạ, cảm ơn các chị nhé. Và bây giờ mình sẽ sang một mã khác các chị nhé. Rồi, cảm ơn các chị. Nếu như các chị chưa săn được sale nhà em Hà với cái mã là gel à gì nhỉ? Nước hoa cô bé thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái dòng sản phẩm khác mà nó có chức năng gần như tương tự như vậy. Đó là dòng sản phẩm gel vệ sinh nhé. Gel vệ sinh nhà em Hà cũng có hai loại luôn. Đó, loại thứ nhất là dòng sản phẩm gel vệ sinh có tên là Marosa. Marosa em này có kết cấu có gì nhỉ? Được chiết xuất từ cánh hoa hồng này, được chiết xuất từ lô hội này, được chiết xuất từ trầu không này, cúc la mã này, bạc nano này. Các tác dụng của em này nó sẽ giúp làm sạch, làm thơm, khử mùi hôi cho cô bé nhà mình, đặc biệt là cải thiện tình trạng ngứa, tức là cải thiện nếu mà chị em nhà mình là bị ngứa đấy ạ. Mình mà bị ngứa nhá, mình bị ngứa dùng các cái dòng sản phẩm khác, nếu mà bị ngứa thì mình nên thử trải nghiệm một lần dòng sản phẩm này, bởi vì em này giá cực kỳ rẻ luôn. Rẻ, người ta đúng nói theo đúng kiểu như mà vỏ nhỏ nhưng mà có vỏ đấy ạ. 160.000. 160.000 một em như này, thiết kế là rất là sang, màu trắng vô cùng sang luôn mọi người nhé. Màu trắng rất là sang này. Trong này thì có gồm, trong này thì chất xuất từ cánh hồng này, trầu không này, cúc la mã này, lô hội này, sẽ giúp làm cân bằng độ ẩm cho làn da. Cân bằng độ ẩm, cân bằng độ pH cho vùng kín. Thứ hai là giúp cải thiện là tránh cái cải thiện cái tình trạng là khử mùi hôi của vùng kín. Cái thứ ba nữa là sẽ giúp cải thiện tình trạng là sự phát triển của vi khuẩn và nấm.
nên là mình sẽ cải thiện được cái tình trạng là ngứa các chị nhé. Đó, đặt hàng bằng cách là mình để lại số điện thoại giúp em. Đặt hàng bằng cách mình để lại số điện thoại giúp em là sẽ có đơn mọi người nhé. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp em là có đơn. Gel vệ sinh Marosa hoặc hay còn gọi là dung dịch vệ sinh phụ nữ đấy ạ. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Marosa có giá là 160.000 các chị nhá. Loại thứ hai, xin chào anh Thủ đô Anh nha. Em rồi em nói toàn quên luôn mọi người ạ. Loại thứ hai là loại nâng cấp của dòng sản phẩm Marosa, đó chính là loại hơ nhé, gel vệ sinh hơ. Đó, gel vệ sinh hơ này. Em tại vì em mới đi diễn về xong á, em mới đi diễn về xong đầu tóc với mặt mũi nó vẫn mới đậm lè như này chứ. Đó, cả nhà mình không thấy trang điểm đẹp không? Mắt đẹp không? Nó cắt mái, cắt mí đi rồi trang điểm nó rõ ràng cái mí con người này ra. À, nó rõ ràng cái nếp mí này ra mọi người nhé. Thì đánh phấn lên nó rất là nổi. Đó, gel vệ sinh bên Hà thì ai có thể sử dụng được. Thứ nhất là phụ nữ hoặc là đàn ông nếu muốn làm sạch vùng kín của chị em nhà mình. Cái thứ hai là khử cái mùi hôi. Cái thứ ba là cải thiện ngăn ngừa tình trạng là vi nấm cũng như là vi khuẩn và nấm phát triển. Thì có thể sử dụng em này được. Từ 18 tuổi trở lên là sử dụng được. Thậm chí mẹ bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh cũng có thể sử dụng được. Bởi vì thành phần cũng toàn toàn từ thiên nhiên, chiết xuất từ cánh hoa hồng tươi này, cúc la mã này, trầu không này, cúc la mã này, trầu không này, bạc nano này, trà xanh này, lô hội cỏ xạ hương. Đặc biệt chiết xuất từ cánh hoa hồng tươi nhé. Trong này có glycerin. Glycerin sẽ giúp làm cân bằng độ ẩm cho làn da. Chiết xuất từ trà tràm giúp làm sạch này. Chiết xuất từ trà xanh giúp khử mùi hôi một cách tối đa. Chiết xuất từ lô hội sẽ làm mềm và chiết xuất từ cỏ xạ hương cũng làm thơm. Và đặc biệt là chiết xuất từ cánh hoa hồng tươi làm cho cái vùng da của chị em mình, vùng da tại vùng kín của chị em mình trở nên hồng hào và sáng mịn hơn các chị nhá. Giá của em này là 180.000. 180.000 mình sử dụng được khá là lâu bởi vì em này có dung tích lên tới 100ml cơ. Dung tích của em này lên tới tận 100ml nên cả nhà mình có thể là đặt để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại để em Hà tư vấn thêm cả nhà mình nhé. Đó, để lại số điện thoại để bên Hà sẽ tư vấn thêm. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn các chị đã xem livestream của em Hằng em Hà nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Nếu như cô chú anh chị nào mà quên, trong cái ngày hôm nay trên livestream này nha, mình sẽ có quà nếu như cả nhà mình đặt đơn hàng có hóa đơn giá trị từ 500.000 trở lên. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, trên mỗi một livestream mình mua hàng, trên mỗi một livestream mình sẽ có quà. Đó là một chai nước hoa nhé. Đó là một chai nước hoa. Chai nước hoa này mọi người yên tâm, hàng tặng nhưng không chất, nhưng mà chất lượng không giống mới tặng, mà chất lượng so với đồ mua là bỏ tiền ra là cực kỳ xứng đáng luôn. Bởi vì mọi người thường hay nghĩ có cái tư tưởng là đồ hàng tặng một là rất mẻ hay là gì như thế, hoặc là hàng kém chất lượng đúng không, hoặc là hàng không chất lượng đó. Nhưng tuyệt đối với nhà hàng Hà, hàng nào chất lượng hàng Hà mới bán nha. Ví dụ như là hồi nãy Hà có tặng cái sữa rửa mặt đấy ạ. Hồi nãy Hà có tặng cái sữa rửa mặt này khi mà mua máy rửa mặt đấy ạ. Nếu như cô chú anh chị mà dùng sữa rửa mặt này cảm thấy không ưng, trả lại Hà sẽ đổi cho một cái sản phẩm khác được không ạ? Đó, cho nên cả nhà mình yên tâm. Và bình thường cả nhà mình thấy những cái dòng sản phẩm khác tặng nó nhỏ xíu ra đúng không? Còn em này thì bán sao tặng vậy nhá. Hà có bán lẻ riêng em này, đó là tức là bán sao tặng vậy. Dạ vâng, ok anh Thủ Đô Anh, em lên hết, em lên nốt cái này rồi em xuống nhân like nhá. Thật sự cũng thèm ngủ mọi người ạ. Mỗi lần là ngáp ngủ luôn ấy. Nhưng mà không được ngủ sớm đâu. Đó, 260.000. 260.000 một em sữa rửa mặt như thế này. Dùng được cho tất cả mọi loại da mọi người nhá, dùng được cho tất cả mọi loại da, từ da khô, da dầu, da thiên khô, thiên dầu hỗn hợp, thiên khô hỗn hợp thiên dầu đều có thể sử dụng được em này. Bởi vì cái chất xuất của nó cũng rất là lành tính. Chất xuất của nó đặc biệt là nổi thành phần nổi trội là chất xuất từ cánh hoa hồng tươi, sẽ giúp làm mềm da, sáng da và đặc biệt là lấy đi được các bụi bẩn ở dưới lớp biểu bì của mình. Rồi, em này có giá là 260.000, nhưng nếu như cả nhà mình mua máy rửa mặt là hàng Hà sẽ tặng miễn phí nhá. Đây, máy rửa mặt cho hàng Hà đây. Là Hà sẽ tặng miễn phí một em sữa rửa mặt và một em băng đô như này. Như anh Quân hồi nãy anh có nói đấy ạ, mua về tặng người thân cực kỳ tuyệt vời. Nếu như trong dịp lễ sinh nhật hoặc mùng 8 tháng 3 hoặc là các lễ lộc dịp của chị em phụ nữ ấy, đây chính là món quà gợi ý vô cùng tuyệt vời cho cô chú anh chị nhé. Đây là một món quà vô cùng tuyệt vời luôn, gợi ý cho tất cả quý cô chú anh chị rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã đặt hàng trong ngày hôm nay. Nếu như cô chú anh chị nào đặt hàng
hóa đơn từ 500.000 trở lên em Hà sẽ tặng cả nhà mình thêm một chai nước hoa nữa, được không ạ? Phê không mọi người, tặng cả nhà mình một chai nước hoa nữa nha. Tặng cả nhà mình một chai nước hoa nữa. Đó. Đặt hàng bằng cách mình bấm vào giỏ hàng giúp em Hà nhé. Đặt hàng bằng cách mình bấm vào giỏ hàng giúp em Hà. Bên cạnh đó, Hằng Hà còn một loại collagen nhá. Hằng Hà còn một loại collagen nữa. Đó. Khi mà Hà đăng cái hình lên là làm video mà các chị mà chả thấy, các chị chả thấy thế gì. Thế hỏi mua hàng toàn hỏi bí quyết làm đẹp mới cắt mí ở đâu rồi sinh thế với các kiểu các thứ, mà không biết rằng là em Hà đã tốn biết bao nhiêu tiền để uống collagen rồi mọi người ơi. Mai sẽ làm một clip khoe cái vỏ collagen cho mọi người xem. Lý do tại sao em Hà mà có cái sức khỏe cũng như là cái sức khỏe cũng như là cái gọi là cái năng lượng nó bền bỉ đến như vậy, và có một cái tinh thần nó luôn luôn tươi trẻ. Và cái làn da nó mịn màng, lỗ chân lông gần như là nó nhỏ xíu luôn, nó rất là nhỏ, nó làn da rất là mượt mà luôn. Hằng Hà thực ra thì không có trắng mọi người nhé, trắng thì không có trắng đâu ạ. Bởi vì cái tiêu chuẩn của cái đẹp nó cũng không hẳn là trắng bạch đâu mọi người nhé. Đó thì cái bí quyết của Hằng Hà là collagen. Mai sẽ làm một cái clip khoe cái vỏ collagen của Hằng Hà. Đó là Hằng Hà vứt hết một mớ rồi. Mà vừa cái tháng vừa rồi uống, còn 2 tháng vừa rồi hai chị em uống lại hết một mớ nữa. Đó, lý do tại sao là phụ nữ sau 30 tuổi nên bổ sung collagen thường xuyên mọi người nhé. Như Hà có chia sẻ ở một cái status đấy. Tức là phụ nữ từ 30 tuổi trở nên mình nên bổ sung collagen thường xuyên. Còn bổ sung loại nào thì đấy là tùy thuộc vào túi tiền cũng như là tùy thuộc vào cái khả năng của mọi người. Đó, chứ không nhất thiết là mình cứ phải cố định một loại nếu như mình uống loại nào mình cảm thấy là có hiệu quả mà nó hợp với mình ấy. Thực ra collagen ấy, mình chỉ cần nên bổ sung collagen là được, cũng không cần các loại cao cấp quá đâu. Nếu như cao cấp quá nếu như không đủ tiền thì nếu như mình có điều kiện thì mình vẫn nên uống, còn không thì mình uống loại nào cũng được mọi người nhé. Nhưng nhất định phụ nữ sau 30 tuổi mình phải bổ sung collagen, bởi vì là collagen là một trong những cái nguyên tố mà nó rất quan trọng đối với cơ thể của chị em phụ nữ mình. Nó sẽ giúp làm mượt da, nó sẽ là giúp làm trắng sáng da này, hỗ trợ điều trị nám từ bên trong, làm sáng da, làm mờ nám này, mờ các vết nhăn này. Ngoài ra một cái công dụng vô cùng tuyệt vời đó là giúp làm cho tóc cũng như là móng nó được trở nên cứng cáp hơn, bảo vệ tránh tình trạng là gãy rụng. Còn một cái bí quyết nữa, còn một cái tác dụng nữa mà chắc chắn mọi người rất là ít biết đến khi mà mình sử dụng collagen, đó chính là cái công dụng giúp làm gì nhỉ, chăm sóc vùng trứng nhé. Chăm sóc vùng trứng, phục hồi tử cung bị tổn thương và kéo chậm cái thời kỳ tiền mãn kinh. Đó, kéo chậm cái thời kỳ mãn kinh á. Thì em này vô cùng là tuyệt vời. Bên Hà thì đang có hai loại, một là collagen của Nhật. Em này Hà đang cầm trên tay một hộp có 10 chai nhỏ như này mọi người nhé. Một hộp có 10 chai nhỏ như này. Hà có hai loại nhé, một loại dành cho còn một loại nữa là màu trắng, collagen yến trắng nhá. Đó, mình đặt hàng mình bằng cách mình để lại số điện thoại giúp em Hoàng, em Hà sẽ tư vấn cho cả nhà mình nhé. Một hộp này là Hà đang uống dở nè, cho nên mọi người thấy nó sộc sạch như vậy, Hà đang uống dở mọi người nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Collagen thì là một trong những phần không thể thiếu rồi đúng không? Cái này là của Nhật chị nhá, cái này là của Nhật. Collagen là của Nhật nhé, giá một chai, một hộp này thì có 10 chai nhỏ như này nhá. Còn yến trắng thì 8 lọ. Em này thì có khả năng, em này có 1.000 mg nhé. Đó, 1.000 mg. Đó, thì cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giúp em Hằng, em Hà để được tư vấn nó kỹ hơn mọi người nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn. Em này là của Nhật. Rồi, cảm ơn cả nhà mình dần sang ba dòng sản phẩm collagen cũng là dòng sản phẩm kết thúc cái livestream ngày hôm nay. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị. Nếu như hôm nay cả nhà mình đặt hàng từ 500.000 trở lên, mình sẽ được có một phần quà, đó là một chai nước hoa. Là một chai nước hoa cả nhà mình nhé, là một chai nước hoa, và mình vẫn được miễn phí ship toàn quốc tất cả mọi món hàng. Rồi, cảm ơn cả nhà mình, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như cô chú anh chị nào mà chưa săn được hàng nhà Thanh Hà, nhớ đón xem những cái live stream sau mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok đấy.